Và với cái chủ đề xây dựng văn hóa doanh nghiệp này thì em nghĩ là tất cả các anh chị ở đây đã tham dự vào các khóa học của BCA thì đều rất là quen thuộc với cái chủ đề về văn hóa doanh nghiệp này. Và lý do tại sao mà lần này em lại tiếp tục chia sẻ cái bài về xây dựng văn hóa doanh nghiệp là bởi vì khi một cái trận đại dịch vừa xảy ra thì rõ ràng là tất cả những cái quy trình, những cái mà chúng ta xây dựng trong những cái buổi thời gian mà thực hiện kinh doanh, làm kinh doanh hàng ngày bình thường bắt đầu trở nên có sự không phù hợp. Bởi vì thay vì chúng ta gặp nhau offline thì chúng ta phải làm việc online và tất cả các hoạt động hầu như ngưng trệ. Thì đến lúc này để làm sao cái tinh thần anh em trong đội nhóm được vững vàng và để làm sao mà những cái quy trình đó vẫn được thực hiện chuyển dịch từ online, offline sang online thì cái duy nhất có thể thực hiện được đó chính là cái nét văn hóa doanh nghiệp mà chúng ta đã xây dựng ngay từ ban đầu. Và chính bản thân của hệ thống cơm gà Lê Trang ở bên của em hiện tại cũng đã thực hiện những cái điều này, đã cũng đã vượt qua được mùa dịch chính nhờ cái việc mà 8 giá trị cốt lõi của hệ thống, cái nét văn hóa doanh nghiệp của hệ thống đó chính là sự chủ động và tìm ra giải pháp trong nguy lúc nào cũng sẽ có cơ hội. Cho nên nó là chính bởi vì nhờ những cái giá trị văn hóa mà bên hệ thống của mình xây dựng từ trước đó, cho nên là hệ thống của mình mới vượt qua được cái giai đoạn khó khăn này và đến thời điểm hiện tại cũng đã quay trở lại cái nhịp hoạt động bình thường với tất cả những cái cửa hàng được mở và cái nhịp doanh thu cũng đã bắt đầu được trở lại. Đặc biệt là các sự trở lại lần này còn có sự phát triển hơn về mặt sản phẩm, về mặt quy trình, và đây là một cái điều rất 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 là hạnh phúc mà Lê Trang có thể cảm thấy mình tự hào khi mà mình đã xây dựng được cái nền văn hóa, cái xây dựng được cái nét văn hóa doanh nghiệp này từ lúc mà học thầy Trọng năm 2019. Và nói sâu hơn về cái buổi workshop thứ sáu hàng tuần của chúng ta ngày hôm nay thì em xin phép cho em hỏi các anh chị là bao nhiêu trong số các anh chị hôm nay là chúng ta đã tham dự trên ba buổi workshop của PDCA vào thứ sáu hàng tuần. Xin comment cho em số 3. Dạ, rất là nhiều số 3 luôn, và em nhìn thấy rất là nhiều các anh chị, những cái gương mặt rất là thân quen. Và bao nhiêu trong số các anh chị đây là lần đầu tiên chúng ta có duyên gặp gỡ nhau trong cái buổi workshop thứ sáu hàng tuần? Dạ, cũng có anh Thạch Phạm hai. Ồ, cũng có khá nhiều các anh chị đây là lần đầu tiên chúng ta có duyên gặp gỡ nhau trong buổi workshop này. Thì xin phép cho em xin phép chia sẻ thêm một xíu về buổi workshop của BDCA và FOH ngày hôm nay. Thì workshop của BDCA FOH là những cái buổi chia sẻ thường niên vào thứ sáu hàng tuần, và tinh thần của workshop chính là mang đến những giá trị thực. Bởi vì tất cả những cái anh chị, tất cả các anh chị tham dự vào buổi chia sẻ ngày hôm nay đến những cái lớp học như hiện tại của bên phía thầy Trọng thì đều là những anh chị đang làm kinh doanh, có rất nhiều kinh nghiệm, cũng là chuyên gia trong chính cái lĩnh vực của mình. Chính vì vậy, workshop của BCA và FOH mong muốn là mang đến những giá trị thực. Đây không phải là một cái buổi học lý thuyết mà là buổi chia sẻ những cái nỗi đau, những cái sai lầm, những cái kinh nghiệm mà chúng ta trải nghiệm thực tế để nói cùng nhau. Thứ hai là không có ai dạy ai cả, mà là chúng ta ngồi kể cho nhau nghe về cái hiện trạng của doanh nghiệp mình, những cái điều gì mà doanh nghiệp mình đã làm được, chưa làm được, đã thất bại, đã đau thương, và cũng hy vọng rằng sẽ còn có thể học được thêm từ các anh chị làm doanh nghiệp khác những cái bài học vô cùng quý báu để chúng ta có thể cùng nhau xây dựng cái cộng đồng doanh nghiệp bài bản giống như sứ mệnh và tầm nhìn của BDCA và FOH đã xây dựng trước đó. Và đó cũng chính chính nhờ cái tinh thần như thế này mà Lê Trang mới dám tự tin ở đây, có mặt ở đây chia sẻ với mọi người về chủ đề văn hóa doanh nghiệp. Bởi vì em là một bạn cũng còn khá là trẻ và xây dựng doanh nghiệp cũng còn non, cho nên là đôi khi mình cũng ngại chia sẻ về những cái điều mà mình làm được, bởi vì mình không có tự tin. Mình biết được là các anh chị ngồi đây đa số là các anh chị rất là giỏi rồi,
Tuy nhiên các anh chị F1H và thầy Hoàng Đình Trọng cũng luôn luôn động viên, cũng cố gắng động viên đó là thôi Trang cứ chia sẻ đi, thì mình lên đây không có phải là dạy hay là gì, mà là mình em chỉ cần chia sẻ những cái điều mà em đã học được ở BCA, đã làm được trong 6 năm vừa qua, để biết đâu được ở đó em mang một cái luồng gió mới nào đó cho các anh chị, hoặc là điều quan trọng nhất đó là em được lắng nghe góp ý từ các anh chị để phát triển doanh nghiệp của mình và cùng nhau học hỏi mọi thứ nó tốt hơn. Thì đó chính là cái lý do mà Lê Trang có mặt ở đây và chia sẻ cùng với mọi người. Nên trong cái quá trình mà Lê Trang chia sẻ có cái điều gì mà nó chưa được hay hoặc là nó chưa có phù hợp thì hy vọng là các anh chị góp ý và yêu thương, và đồng thời là cũng bỏ qua cho em Út. Và bao nhiêu trong số các anh chị là đồng ý là sẽ rất là yêu thương em trong buổi tối ngày hôm nay thì xin cho em một trái tim trong phần chat đi ạ. Thật ra là cũng đang rất là run quá mọi người, bởi vì cũng ít có dịp mà có thể chia sẻ mọi người đông như thế này. Dạ cảm ơn tất cả các anh chị. Và để đi vào cái trước khi đi vào nội dung chính thì mọi người cho phép em chia sẻ một xíu về bản thân và về doanh nghiệp của mình. Thì em là Lê Trang, hiện tại đang là CEO và founder của 12 cửa hàng Cơm Gà Mang Đi và giao hàng tận nơi tại thành phố Hồ Chí Minh và Cần Thơ, với hai thương hiệu đó là Cơm Gà Lê Trang và Cơm Gà Takayo tại Sài Gòn. Em là chủ nhân quản trị kinh doanh và có 6 năm kinh nghiệm trong việc xây dựng và phát triển doanh nghiệp. Thì em cũng đã bắt đầu kinh doanh từ năm 2015 và bắt đầu từ năm 3 đại học đến giờ thì hầu như là bắt đầu xây dựng từ con số 0. Cho nên là cái quá trình phát triển của mình cũng may mắn, đó là mình đi lên từ những cái bậc thấp nhất của doanh nghiệp, mình phát triển đi lên từ nghề. Cho nên là em cũng có khá nhiều cái sự trải nghiệm hay ho trong việc vận hành doanh nghiệp. Và may mắn là năm 2017 em có duyên gặp BDCA và theo học thầy Trọng cho đến hiện tại, và cũng là một trong những cái thành viên đầu tiên và nhỏ tuổi nhất của biệt đội FOH. Chính nhờ có cái duyên tham dự vào BDCA và FOH mà em mới có được đạt được những cái thành công như hiện tại. Em xin chân thành cảm ơn tất cả các anh chị đã dìu dắt, đã chia sẻ. Và để đến hiện tại thì đây là một số những cái hình ảnh liên quan đến cái doanh nghiệp của bên em và sản phẩm của bên em. Thì hiện tại bên em là có hai thương hiệu, chủ yếu là bán Cơm Gà Mang Đi và giao hàng tận nơi. Đây là một cái mô hình rất là linh hoạt. Và sứ mệnh của bên Cơm Gà Lê Trang và Takayo chính là mang đến những cái bữa ăn không chỉ ngon mà còn phải lành, và chăm sóc sức khỏe người Việt thông qua những cái bữa ăn hàng ngày. Và ngay từ những ngày đầu tiên thì bên Trang đã có một triển khai một cái mô hình, đó là mua hàng mang đi và giao hàng tận nơi, hướng đến sự tiện lợi, dịch vụ chu đáo. Và trong cái thời điểm dịch bệnh như thế này thì bắt đầu là cái mô hình của mình cũng may mắn là bắt đầu nó phát huy hiệu quả và nó rõ ràng nhất có thể, bởi vì là những cái dịch vụ bán ăn uống tại chỗ đến thời điểm hiện tại vẫn chưa được mở, nhưng mà bên em đã khôi phục được cái mô hình kinh doanh từ tháng 9 và tháng 10 rồi. Bắt đầu có thể là khi mà bắt đầu có những cái chỉ thị nới lỏng giãn cách một xíu thì bắt đầu bên em đã có những cái hoạt động để có thể quay trở lại. Và với một cái mức giá hợp lý thì hy vọng là cái thương hiệu của mình và những sản phẩm với những cái giá trị mà mình mang đến nó có thể tiếp cận được nhiều nhất những cái khách hàng, có thể từ sinh viên cho đến những cái người đi làm cho đến các anh chị bận rộn. Thì đây chính là những cái yếu tố chính và mô hình chính mà bên thương hiệu Cơm Gà mang đến và phục vụ cho khách hàng, cũng là đôi nét về bản thân của em. Thì và để có được những cái thành quả như mà chị Như vừa nói, chính là em cũng đã có được khoảng 150 nhân sự đang làm việc và gắn bó cùng với hệ thống. Và ngay từ những ngày đầu tiên thì chỉ có một mình em làm việc thôi, thì đến thời điểm hiện tại thì để có được cái hệ thống như thế này chính là nhờ sự nỗ lực sáng tạo và sự đoàn kết miệt mài của hàng trăm nhân sự có cùng ý chí,
cùng tư duy và cùng hệ văn hóa. Những cái ngày đầu tiên với những cái nhân sự đầu tiên thì Trang khá là bất ngờ với khi nhìn lại mình cảm thấy là các bạn đi cùng mình, họ có cái gì đó, họ giống giống cái tính của mình, họ giống giống cái suy nghĩ của mình. Mình chủ động thì họ cũng không có lười, họ cũng rất là chủ động, họ rất là linh hoạt, họ rất là đa nhiệm và họ cũng rất là trẻ. Thì mình cũng thấy lạ lạ, nhưng mà lúc đó thời điểm trước đó, thì khi mà chưa đi học BCA thì em vẫn chưa có định nghĩa được, chưa có gọi tên được đây là cái việc gì. Và đến khi mà đi học BCA thì em mới gọi tên được đó là tại sao những cái nhân sự đó họ lại có cái nét giống giống mình mà đến thời điểm hiện tại họ vẫn gắn bó với mình. Thì đó, hai từ đó chính là văn hóa doanh nghiệp. Văn hóa doanh nghiệp là một trong những cái điều mà khi mà học BCA em bỏ hòa ra và xây dựng từ năm 2019 đến thời điểm hiện tại, mất rất nhiều thời gian nhưng cũng rất là điều em cảm thấy tự hào. Bởi vì khi mà đó, em hỏi nhân sự á, là các bạn đi làm ở đây các bạn thấy như thế nào, thường là các bạn sẽ có cái bài review đánh giá, thì các bạn luôn nói cái điều mà em hạnh phúc nhất là chị Giang ơi, thì em coi cơm gà như là cái gia đình thứ hai của em vậy. Nhiều khi các bạn hết ca các bạn không về, các bạn cứ ở đó, mà đôi khi mình phải la các bạn về tại vì cứ ở đó thì cứ đông người quá thì cũng không hay. Và các bạn nhân sự mà gắn bó với Lê Trang trên 2 năm, từ 2 đến 4 năm là gần như là khoảng 40% cái tỷ lệ nhân sự. Đây là một trong những cái tỷ lệ mà em cảm thấy rất là hài lòng. Bởi vì những cái bạn mà khi mà gắn bó với mình, họ đi vào cùng với mình từ những ngày mà mình không có gì và họ cũng không có gì. Và đến thời điểm hiện tại họ trở thành những cái, họ vượt lên những cái vị trí quản lý, những cái vị trí điều hành và giúp đỡ cho hệ thống phát triển rất là nhiều. Và nếu như một mình Lê Trang thì chắc chắn sẽ không bao giờ xây dựng được cái hệ thống nó hoàn chỉnh như vậy. Và cái điều tiếp theo nữa đó là mỗi lần có một cái dự án hay một cái kế hoạch kinh doanh nào đó cần triển khai thì các bạn lại nói là làm tới đi chị, tụi em lo được. Đây là cái điều mà mình cảm thấy là chỉ có cái đội ngũ của mình họ mới hăng hái, họ mới năng động như vậy. Và rất là khó để đi đến những cái đội ngũ khác mà mình tìm thấy được cái nét như thế này. Thì đây cũng lại là một cái biểu hiện của một cái văn hóa, một cái nét văn hóa chỉ có ở bên cơm gà. Và có một cái điều đặc biệt nữa em xin phép chia sẻ về cái câu chuyện của bên em trước khi mà em đi vào cái nội dung chính ngày hôm nay. Đó chính là trong một cái câu chuyện về tất niên năm vừa rồi. Thì trước khi chuẩn bị tất niên năm ngoái thì năm nào tụi em cũng có một cái buổi lễ tổng kết năm khá là lớn cho tất cả các thành viên nhân sự của mình tham gia. Và năm vừa rồi thì một năm mà em họp tất cả quản lý lại, quản lý cửa hàng khá là cấp, cũng khá là thấp. Thì em mới cho một cái bạn một cái yêu cầu, đó là năm nay chị cần tổ chức một cái sự kiện tất niên. Tuy nhiên là nhiều năm trước là ban lãnh đạo là người trực tiếp chuẩn bị cái tiệc tất niên này. Và cái tiệc tất niên này là cái buổi tiệc mà nó bao gồm tất cả các thành viên của gia đình mình. Đây là một buổi tiệc rất quan trọng để tổng kết được một năm vừa qua chúng ta đã làm gì, chúng ta đã gắn bó như thế nào, để một có một năm để chúng ta nhìn, có một dịp để chúng ta nhìn lại tất cả những cái thành quả mà chúng ta đã đạt được trong năm vừa qua. Thì ở đây là buổi tiệc rất quan trọng. Thường thì chị sẽ để cho ban lãnh đạo làm việc, nhưng lần này chị muốn trao cái cơ hội để phát triển này cho các bạn. Và chị có ba yêu cầu. Thứ nhất đó là làm sao để đây là một cái buổi tiệc không quên. Không quên, các bạn làm gì chị không biết, nhưng mà nó phải mang cái màu sắc của gia đình gà, mang cái mùi gà trong đó. Cái thứ hai nữa đó là làm sao các bạn gắn kết được đội ngũ làm cùng các bạn. Chỉ cần một cái ekip mà các bạn cần tập hợp trong đội ngũ. Và cái điều thứ ba rất quan trọng, các bạn bỏ thời gian, bỏ công sức, thậm chí là bỏ tiền bạc để thực hiện cái dự án này, để thực hiện cái chương trình này, viết kế hoạch và gửi ngân sách cho chị. Chị chỉ là người duyệt kế hoạch và chuyển ngân sách cho các bạn làm thôi. Và các bạn làm cái điều này không lương.
Các bạn vẫn phải duy trì cái công việc của các bạn ở hệ thống, ở cửa hàng. Tuy nhiên các bạn phải, khi mà các bạn đã đảm nhiệm cái vị trí tổ chức cái sự kiện tất niên này, thì các bạn sẽ phải hoàn thành cái công việc này đúng thời hạn, đúng yêu cầu và không lương gì hết. Nhưng đổi ngược lại, các bạn có gì? Các bạn có trải nghiệm, các bạn được nâng cấp chính bản thân mình, các bạn được thử sức trong một cái sự kiện hàng trăm người mà không phải lúc nào các bạn cũng có dịp và không phải lúc nào cũng có người cho các bạn làm cái điều này. Nếu như các bạn làm tốt, chúng ta có những cái kỷ niệm bên nhau tuyệt vời, và những cái thành quả phấn đấu của các bạn được ghi nhận trong cái buổi tiệc hôm đó. Còn nếu các bạn thất bại thì coi như chúng ta có một bài học cùng nhau. Thì mọi người biết không, là sau cái buổi họp hôm đó em chỉ cần 10 thành viên thôi, nhưng mà cuối cùng là các bạn đăng ký 30 thành viên tham dự và cam kết tham gia từ đầu đến cuối chương trình. Tới cái ngày mà các bạn tập hợp được hơn 30 thành viên trong cái ban tổ chức tất niên đó, thì em còn nói là các bạn suy nghĩ kỹ lại, nếu như các bạn đã tham gia vào sự kiện này thì các bạn không có rút ra, không có kiểu là chị ơi em kẹt công việc rồi em học hành em này kia các thứ, không có. Một khi đã làm rồi phải làm cho tới, làm 100%. Bây giờ là cơ hội để các bạn rút ra, còn khi bạn đã vào rồi các bạn không được quyền rút ra nữa. Và đến thời điểm cuối cùng thì vẫn 30 con người ấy đã làm nên một cái đêm tất niên bùng nổ ở Lê Giang, và các tổ chức rất là chu đáo cho các bạn nhân sự ở Sài Gòn về tận Cần Thơ để dựng cái buổi tiệc tất niên đó. Và đó là một cái điều mà làm cho em rất là xúc động và tự hào với cái đội ngũ nhân sự của mình. Và bao nhiêu trong số các anh chị cảm thấy là với một cái đội ngũ như vậy thì cũng tạm được, khi mà mình giao một cái nhiệm vụ, một cái dự án nào đó mà các bạn tranh nhau làm, thi nhau làm thì cũng tạm được. Các anh chị cho em cái comment số 9 à. Dạ, cảm ơn tất cả các anh chị. Và đó, để đạt được cái điều đó thì chỉ có thể đến từ văn hóa. Vậy thì văn hóa là gì? Và tại sao văn hóa doanh nghiệp lại quan trọng với hệ thống như vậy? Thì em xin chia sẻ 3 nội dung chính trong khoảng 1 tiếng sắp tới về cái buổi chia sẻ ngày hôm nay. Là thứ nhất, đó là văn hóa doanh nghiệp là gì? Tại sao chúng ta cần phải xây dựng văn hóa doanh nghiệp? Và những cái yếu tố nào để mình xây dựng được văn hóa doanh nghiệp, và văn hóa nào nó phù hợp với công ty của mình? Tại vì mỗi một cái công ty sẽ có cái nét văn hóa riêng biệt khác nhau. Văn hóa cơm gà nó khác với văn hóa của một cái công ty làm trường mầm non chẳng hạn. Trường mầm non thì chắc chắn sẽ phải có những cái giá trị về yêu thương, về chăm sóc. Và vậy thì làm sao để chúng ta lựa chọn được những cái yếu tố để xây dựng nên cái nét văn hóa doanh nghiệp? Thì các anh chị vui lòng là đi cùng buổi workshop này đến cuối chương trình nhé. Và đây, văn hóa doanh nghiệp là một hệ thống niềm tin ý nghĩa được chia sẻ bên trong tổ chức, ảnh hưởng mạnh mẽ đến hành động của tất cả các thành viên. Ý thức đó hướng tới tầm nhìn, sứ mệnh và mục tiêu lâu dài của doanh nghiệp. Hiểu đơn giản, văn hóa doanh nghiệp là một nơi để tập hợp tất cả những cái con người có cùng quan điểm, cùng hệ tư tưởng, cùng cái lý tưởng, cùng cái cách làm việc với nhau. Và có một cái định nghĩa mà em rất là thích khi mà học DCA, rất là trực quan, rất là dễ hiểu. Và trong cái buổi chia sẻ của thầy Trọng ở trong lớp tự động hóa 1, tự động hóa nền tảng, và trong cái quyển sách tự động hóa của thầy Trọng, quyển 1 của mọi người, thì có một cái định nghĩa khá là hay về văn hóa doanh nghiệp. Giờ đây, văn hóa doanh nghiệp được ví như bể cá với dưỡng khí và môi trường phù hợp để những chú cá trong đó phát triển mạnh mẽ. Em thấy cái định nghĩa này rất là hay, rất là trực quan, rất là dễ nhớ và rất là dễ ứng dụng. Bởi vì trong một cái hồ cá mà mình nuôi, mà nếu như ở trong đó nó có đầy đủ dưỡng khí, có đầy đủ môi trường phù hợp với những chú cá trong đó, môi trường phù hợp với những con cá trong đó nữa,
thì những con cá đó nó sẽ được tự do bơi lội, tự do phát triển, tự do sinh trưởng và lớn hơn mỗi ngày, phát huy được năng lực và thế mạnh của mình mỗi ngày. Ngược lại, nếu như cái môi trường đó nó không có phù hợp, thì những cái con cá ở trong đó, nó giống như nhân sự của mình đó, sẽ có xu hướng là nhảy sang cái bể khác, qua cái môi trường khác làm. Hoặc cái điều nguy hiểm hơn đó chính là chính vì không phù hợp với môi trường, chính vì xung đột giữa những cái con cá với nhau dẫn đến tình trạng là mất dần cái năng lực sáng tạo, mất dần cái năng lực tư duy và sẽ đi xuống và sẽ chết dần ở ngay chính trong cái bể cá doanh nghiệp hiện tại. Thì văn hóa doanh nghiệp là cái việc mà mọi người cần phải chú ý xây dựng rất kỹ, bởi vì cái môi trường làm việc trong đó nó ảnh hưởng rất lớn đến hiệu quả và tư duy làm việc của nhân sự. Vậy thì văn hóa doanh nghiệp mang lại lợi ích gì? Văn hóa doanh nghiệp giúp cho đội ngũ, giúp cho doanh nghiệp thu hút nhân sự, giữ chân được nhân sự, thanh lọc nhân sự và tránh đi cái tình trạng tham nhũng và chia rẽ bên trong nội bộ. Và để mọi người hiểu sâu hơn về bốn cái yếu tố là tại sao lại là thu hút nhân sự, giữ chân nhân sự, thanh lọc nhân sự, thì em xin phép chia sẻ 8 cái giá trị cốt lõi của bên cơm gà Lê Giang và cơm gà Takayo. Đây là 8 cái giá trị cốt lõi khi mà em đi học DCA em đã gọi tên và hình thành được. Và đây cũng là một trong những cái điều mà giúp cho hệ thống có được cái góc nhìn bài bản hơn để làm việc và phấn đấu cùng nhau. Thứ nhất, điều đầu tiên của hệ thống khi mà tất cả các bạn bước vào hệ thống cơm gà làm đó chính là sự chủ động. Yêu cầu các bạn là phải chủ động học, chủ động làm, chủ động chia sẻ và chủ động kết nối. Bạn vào đây, cái câu hỏi phỏng vấn đầu tiên của các bạn đó chính là: bạn có phải là người trì trệ không? Bạn thường đi làm, khi mà các bạn ngày đầu tiên các bạn đi làm, các bạn sẽ làm cái gì? Nếu như trong câu trả lời của các bạn đó có cái câu gọi là em sẽ học hỏi những cái anh chị đi trước, em sẽ chủ động nhìn các anh chị làm gì thì em làm đó, thì đây các bạn đã ghi được một điểm. Bởi vì đó chính là cái nét văn hóa rất là quan trọng đối với cơm gà và đối với những cái bạn làm dịch vụ. Bởi vì nếu như làm dịch vụ chúng ta không chủ động, chúng ta ù lì, chúng ta thật ra vẫn có việc gọi là làm theo quy trình. Tuy nhiên nếu như không có sự chủ động, linh hoạt để học hỏi và thích nghi thì rất là khó để phát triển và làm việc cùng với nhau. Cái nền tảng thứ hai đó chính là sự trung thực. Trung thực ở đây chính là trung thực với chính mình và trung thành với tổ chức. Thứ ba đó là trách nhiệm. Tôi chịu trách nhiệm 100%. Làm sai là nhận, không có bao biện, không có đổ lỗi. Bên hệ thống của em là khi mà ví dụ các bạn làm sai cái gì đó thì các bạn là thôi nhận, dạ em xin lỗi, em sẽ tìm cách em không có tái phạm nữa. Và ví dụ như có một cái điều mà khá là gắt ở trong hệ thống, ở trong cửa hàng các bạn đi làm, thì các bạn đi làm mà trễ 1 phút thì các bạn sẽ bị phạt 1.000 đồng. Ở lần thứ 2 các bạn đi trễ 1 phút phạt 2.000 đồng. Và lần thứ 3 các bạn đi trễ 1 phút các bạn bị phạt 10.000 đồng. Và lần thứ 4 các bạn đi trễ thì các bạn không cần đi làm nữa. Và đây là cái điều mà thể hiện cái sự trách nhiệm của các bạn. Các bạn đôi khi các bạn có những bạn đầu vào, khi mà đọc cái bản nội quy của bên em thì các bạn khá là dội, bởi vì nó là tại sao yêu cầu khó khăn như vậy. Thì thật ra là đây là thể hiện cái trách nhiệm của bạn đối với công việc. Một bạn đi làm, các bạn là một mắt xích trong một cái chuỗi hệ thống. Nếu như ví dụ các bạn làm bếp, mà bếp ở cửa hàng chỉ có một bạn thôi, mà bạn đi vào trễ, thì ai sẽ là người làm? Có phải là quản lý vào làm không? Vậy thì quản lý vào làm thì ai sẽ là người coi hướng dẫn các bạn ở phía trước? Các bạn đi trễ một lần có thể là do cái yếu tố khách quan, có một cái sự cố nào đó các bạn được tha thứ. Các bạn đi trễ lần thứ hai là bởi vì sự bao dung. Các bạn đi trễ lần thứ ba là các bạn đã vi phạm quá nhiều nguyên tắc và các bạn không tôn trọng hệ thống, không tôn trọng những cái bạn làm chung rồi. Thì các bạn thứ tư, lần thứ tư mà các bạn đi trễ nữa thì các bạn chúng ta cũng không có cùng với văn hóa doanh nghiệp của mình, bởi vì các bạn không có trách nhiệm trong công việc. Thì đây là một trong những cái điều mà
bên em chia sẻ ngay từ đầu khi mà các bạn bước chân vào hệ thống. Và đó cũng chính là hai chữ trách nhiệm này cũng chính là nền tảng cho tất cả những cái quy định, những cái kỷ luật mà bên em áp ra cho các bạn để các bạn thực hiện. Cái tiếp theo nữa đó chính là hiệu quả. Làm hết việc chứ không làm hết giờ. Đôi khi trong hệ thống và đặc biệt là trong cái ngành hệ F&B, các bạn làm doanh nghiệp thì có những ngày đông hoặc là có những ngày có những cái sự cố phát sinh, đợi hàng hóa này kia các thứ, thì các bạn phải không phải hết ca là về, các bạn phải làm sao mà bàn giao cái ca làm việc của các bạn thật là sạch, thật là đẹp và thật là hoàn thiện, chỉnh chu thì các bạn mới được về. Làm việc hiệu quả chính là làm hết việc chứ không làm hết giờ. Và cái phần tiếp theo nữa đó chính là đoàn kết. Đoàn kết ở đây thì các bạn luôn luôn có cái tinh thần, bởi vì các bạn trẻ cho nên là các bạn thường là bên đội ngũ của bên em làm việc, cái việc này khá là tốt, các bạn khá là thân thiết với nhau, các bạn khá là dễ làm thân với nhau. Và luôn luôn có cái tinh thần gọi là động viên, khen nhau khi mà làm tốt. Và em cũng khuyến khích luôn đó là chia sẻ và nói xấu nhau ở trước mặt, chứ đừng nói sau lưng, để chúng ta cùng nhau phát triển hơn, nói lên những cái điều mà các bạn làm chưa tốt để mình cải thiện hơn, trên nền tảng là xây dựng để mình phát triển lên. Và cái yếu tố thứ 5, thứ 6 của bên em 8 cái chuyện cốt lõi đó chính là giải pháp. Muốn làm, quyết làm sẽ biết cách làm. Và muốn làm, quyết làm thì mới cho làm. Thì đây cũng chính là cái yếu tố mà giúp cho việc mà cái dự án những dự án mới của em bên em được triển khai rất là nhanh. Và cái thứ hai nữa là đó là cái câu chuyện, đó cũng chính là một trong những yếu tố mà làm cho cái câu chuyện ở đầu giờ em có chia sẻ về câu chuyện tất niên đó, là các bạn muốn làm, quyết làm thì mới cho làm. Và khi các bạn làm rồi, các bạn sẽ có vô vàn những cái khó khăn trở ngại. Tuy nhiên các bạn có học, có làm, có muốn thì các bạn sẽ có cách. Và cái tiếp theo nữa đó là chính là phục vụ trên cả sự mong đợi, với tốc độ hoặc là nhanh, giao hàng đúng hẹn, phục vụ nhanh nhẹn, giao hàng đúng hẹn. Và đây là 8 giá trị cốt lõi mà bên em xây dựng cho hệ thống cơm gà. Thì tại sao 8 cái giá trị này lại được lựa chọn? Bởi vì khi mà trước khi mà đi vào BDCA để học thì bên em cũng đã có những cái yếu tố này rồi, giống như là mình thấy được nhân sự của mình nó có cái nét gì đó nó giống mình. Khi mà đi học BDCA, học được từ thầy Trọng thì bắt đầu thầy Trọng mới gọi được cái tên, đặt được cái tên cho những cái giá trị, cho những cái giá trị cốt lõi này. Và đó cũng chính là cái yếu tố thứ tư. Yếu tố thứ ba giúp cho cái việc gọi là làm sao để mình xây dựng văn hóa doanh nghiệp phù hợp, lựa chọn được những cái giá trị văn hóa doanh nghiệp phù hợp. Thứ nhất đó là phù hợp với giá trị của người chủ doanh nghiệp. 8 giá trị cốt lõi đó ở cái giá trị đầu tiên, ví dụ cái giá trị đầu tiên là giá trị về sự chủ động. Bản thân cái người chủ doanh nghiệp, người lãnh đạo phải có sự chủ động, phải có sự linh hoạt, phải có sự thích nghi, phải có sự chuyển biến mới mẻ, đổi mới liên tục khác nhau. Thì đó là lý do tại sao mà cái giá trị chủ động là cái giá trị đầu tiên mà Lê Trang đưa vào hệ thống của mình. Thứ nhất là nó phải phù hợp với giá trị của người chủ doanh nghiệp. Cái thứ hai đó là phù hợp về mô hình và ngành nghề. Hiện tại thì bên cơm gà là phục vụ cái sản phẩm cơm gà mang đi và giao hàng tận nơi. Thì cái giá trị thứ hai mà Lưu Trang lựa chọn đó chính là trung thực. Đó chính là phục vụ, em xin lỗi, đó chính là sự phục vụ trên mức mong đợi của khách hàng. Bởi vì cái sản phẩm của bên em đó chính là cơm gà mang đi và giao hàng tận nơi, thì nó đòi hỏi là làm sao phải nhanh, gọn, chỉnh chu. Khách hàng ghé tới trong vòng 5 đến 10 phút, là 3 đến 5 phút thôi là đã phải có một cái phần ăn mang đi rất là nhanh rồi. Thì làm sao mà để đẩy mạnh cái việc phục vụ nó lên càng nhanh càng tốt, thì đó là luôn luôn lúc nào cũng phải đặt lên cái giá trị phục vụ lên hàng đầu, để các bạn
lúc nào cũng phải nhìn khách coi là khách cần thiếu cái gì, cần nâng cấp cái gì, cần cải thiện cái gì cho sản phẩm của mình. Cái điều thứ ba để lựa chọn được cái nét văn hóa doanh nghiệp, đó chính là phải phù hợp với tầm nhìn và sứ mệnh của doanh nghiệp. Dĩ nhiên rồi, tất cả những cái doanh nghiệp mà làm kinh doanh thì đều phải có mục tiêu. Điều này rất là quan trọng, bởi vì khi mà chúng ta đạt được mục tiêu, có mục tiêu thì tất cả mọi người mới cùng đi cùng một hướng và không có bị lệch lạc về suy nghĩ, về quan điểm. Thì cái văn hóa doanh nghiệp xây dựng dựa trên cái mục tiêu đó chính là hướng đến mục tiêu, hướng đến tầm nhìn, thì tất cả mọi người sẽ có cùng cái cách rèn luyện. Trên nền tảng của cái sứ mệnh là phục vụ khách hàng chu đáo hơn. Ví dụ tầm nhìn của cơm gà Lê Trang là trở thành chuỗi cơm gà lớn nhất Việt Nam. Trên nền tảng sứ mệnh là chăm sóc khách hàng mỗi ngày, thì văn hóa của cơm gà Lê Trang chính là theo đuổi cái văn hóa về trung thực và tốc độ. Trung thực ở đây đơn giản có nghĩa là mọi người ăn gì, mình ăn cái gì thì mình bán cái đó. Hệ thống cơm gà sẽ chỉ bán những cái thứ mà bản thân nhân sự dám ăn, dám cho gia đình mình ăn, thậm chí là cho con cái mình ăn, chứ không phải là cái này để bán và cái này là để ăn. Và cam kết cho khách hàng những bữa ăn không chỉ ngon mà phải thực sự là lành. Thì đó là những cái giá trị mà ngay từ đầu, trước khi được đi học về quy trình, đi học về hệ thống, Lê Giang đã rất là chú ý chia sẻ với các bạn nhân sự. Bởi vì thực ra sau này khi mà ứng dụng cái hệ thống quy trình làm việc, quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm và cái cách hướng dẫn các bạn chế biến, thì rõ ràng các bạn có làm sai thì mình cũng khó mà nhận ra được. Nhưng nếu chúng ta làm được cái việc gọi là làm sao để các bạn trung thực trong từng cái hành vi của mình, trung thực với khách hàng, xây dựng được cái cách làm việc để mình luôn luôn tạo ra cái sản phẩm là mình dám ăn, dám cho gia đình mình ăn, thậm chí là cho con cái mình ăn, thì mới đến khách hàng. Luôn luôn đặt cái khách hàng giống như là mình nấu cho khách hàng của mình là giống như gia đình của mình vậy đó. Thì đó là cái yếu tố mà Lê Trang xây dựng cái vấn đề về trung thực. Cái thứ hai đó là cái yếu tố cuối cùng, đó chính là phù hợp với USB, nét đặc trưng khác biệt. Nét đặc trưng khác biệt của bên hệ thống cơm gà Lê Trang đó chính là mang đến sự tiện lợi và lúc nào cũng phục vụ khách hàng trên cả sự mong đợi. Thì cái văn hóa đó phải phù hợp với cái tính chất đặc trưng mà sản phẩm mang lại, và làm sao để nhân sự lúc nào cũng định hướng phát triển và sáng tạo để tạo ra cái lợi thế cạnh tranh khác biệt. Thì cái yếu tố tốc độ là một trong những yếu tố tiên quyết. Cái giá trị tốc độ là một trong những cái giá trị tiên quyết. Làm sao để phục vụ nhanh hơn, làm sao để giao hàng nhanh hơn, làm sao để phủ sóng cơm gà nhiều hơn ở khắp các tỉnh thành, thì đó chính là một trong những cái mà Lê Trang đưa vào cái 8 cái giá trị cốt lõi để làm sao để khiến cho cái sản phẩm của mình và cái thương hiệu của mình được bay cao và bay xa hơn. Và đây là bốn cái yếu tố giúp cho Lê Trang lựa chọn được những cái giá trị cốt lõi phù hợp với doanh nghiệp và với cái mô hình kinh doanh của mình. Và bài chia sẻ của Lê Trang đến đây là kết thúc. Hy vọng là trong những buổi chia sẻ, trong cái dịp chia sẻ lần này, thì em đã có thể chia sẻ cho mọi người cái cách mà bên em đã học, đã vận hành, đã áp dụng cái kiến thức từ BCA, từ đội ngũ F1H đã hỗ trợ cho bên em, để em có thể chia sẻ cùng với mọi người. Hy vọng là mọi người có thể chia sẻ thêm cho em, để em có thể học hỏi thêm từ mọi người những cái kiến thức, những cái kinh nghiệm xây dựng văn hóa doanh nghiệp quý báu hơn. Bởi vì hôm nay cũng khá là rung, và không biết tại sao mỗi lần học trên Zoom thì em cũng hơi rung và chia sẻ nó cũng hơi lủng củng. Hy vọng là mọi người thông cảm bỏ qua.
Và xin mời chị Như có thể giúp em, hỗ trợ em đến cái phần tiếp theo chia sẻ hỏi đáp, để em có thể lắng nghe được các câu hỏi của mọi người, đồng thời học hỏi thêm các anh chị. Và cũng hy vọng là các anh chị FOH có thể hỗ trợ em chia sẻ tiếp cho chủ đề được hay hơn nhé. Rồi, xin cảm ơn Lê Trang. Bao nhiêu trong số tất cả các anh chị cảm thấy là cái bài chia sẻ của Lê Trang vừa rồi rất là gần gũi, chân thật và rất là thiết thực đến với một cái doanh nghiệp trẻ nhưng mà đã làm được những cái điều thành công mà có thể là đâu đó chúng ta sẽ học được một chút gì đó ở những người trẻ năng lượng. Thì hãy đánh vào ô chat thật nhiều số 8 để cảm ơn sự chia sẻ của Lê Trang, cũng như là một cái động viên để lần sau Lê Trang sẽ có những cái hay hơn và chia sẻ đến cộng đồng của chúng ta nhiều hơn Rồi, như đã thấy rất là nhiều số 8, thật tuyệt vời số 8. Xin cảm ơn và biết ơn tất cả các anh chị. Và cũng như là những buổi chia sẻ trước đây thì cái phần mà ấn tượng nhất và trao được nhiều hơn nữa đó là cái phần hỏi và đáp. Và bây giờ Như xin mời các anh chị có thể raise hand lên để chúng ta có thể chia sẻ với nhau những cái mong muốn, những cái chia sẻ để chúng ta có thể hiểu hơn. Và biết đâu đó thì cộng đồng của các anh chị em FOH có thể chia sẻ đến các anh chị những trải nghiệm của chính doanh nghiệp của mình, cũng như là những cách làm trong buổi hôm nay để chúng ta có thể giúp được nhau và mang về được một cái giá trị nào đó để chúng ta có thể làm được cho doanh nghiệp của chúng ta sau cái mùa dịch ngày hôm nay Và bây giờ Như xin mời các anh chị hãy raise hand lên nhé, vì chúng ta sẽ có rất là nhiều sự chia sẻ từ các anh chị FOH hai miền Hồ Chí Minh và Hà Nội. Thì các anh chị cứ đặt ra những câu hỏi, những thắc mắc, những trăn trở và thậm chí là những mong muốn của mình để các anh chị em FOH hôm nay ở đây sẽ hỗ trợ và chia sẻ thật là chân tình và thật là gần gũi đến tất cả các anh chị Dạ, và bây giờ em đã nhìn thấy chị Thục Trang đã giơ tay lên và em xin mời hỗ trợ Dung có thể mở mic để cho chị Thục Trang giới thiệu về bản thân và câu hỏi của mình Em mời chị. Xin chào mọi người, xin chào tất cả các anh chị. Mình là Đặng Thục Trang, giám đốc của công ty trách nhiệm hữu hạn kiến trúc Sen Plus. Hôm nay lại rất vui là chờ đợi ngày thứ 6 để gặp gỡ các anh chị. Và đặc biệt là em Lê Trang hôm nay thì cũng lại được gặp lại em, rất vui là vì là trùng tên và em rất là năng lượng và năng động, truyền rất nhiều cảm hứng cho chị, thì cái đấy cũng rất là cảm ơn. Có một cái ở trong cái chủ đề của mình về văn hóa doanh nghiệp này ấy, thì mình cũng rất là muốn là chia sẻ từ những buổi trước, nó cũng có những cái câu hỏi mà đến buổi này cũng là chờ đợi để trao đổi thêm với cả mọi người. Thì cái doanh nghiệp của Lê Trang ấy là một doanh nghiệp mà cũng khá là nhiều, hầu như mình đoán là hầu như là các bạn trẻ cũng như là từ cái lứa tuổi của Trang cũng như là các cái ấy khác, thì không biết là có cái sự bất đồng nào về thế hệ không, tại vì là không biết là có một cái thế hệ nào khác hay không, tại vì thực ra là như trong công ty của chị nó nhỏ thôi, nhỏ bằng 1/10 của em thôi, nhưng mà nó lại có nhiều thế hệ á, thì nó có những cái mà đôi khi là như chị thì bản thân chị thì khá là tích cực và luôn luôn là tạo một cái năng lượng mà hoạt bát ở trong công ty, nhưng mà thực ra thì lại có một cái, không biết là có một cái rào cản nào đấy hay là mình lại phải né ra một chút để cho các bạn có thể bộc lộ nhiều hơn, thì cái đấy là cũng là hỏi kinh nghiệm của em để xem là nếu như mà em ở cái vị trí của chị thì có thể là tạo cho mọi người cái môi trường như thế nào đấy để mọi người có thể thoải mái hơn không, trong khi là với cả chị ở một cái cấp là nó cũng không phải là lớn nhất ở trong công ty, nhưng mà mình lại luôn luôn là cái người mà có vẻ là hoạt náo nhất, thì lại có vẻ không đúng với cả cái vai trò lắm ấy. Dạ, thì mong là Trang chia sẻ xem là cái suy nghĩ của các bạn thì nếu mà là như thế nào, nếu mà dạ, có cảm ơn chị Trang. Về thế hệ. Rồi, em cảm ơn câu hỏi của chị Trang. Và câu hỏi này thì đầu tiên thì
Lê Trang sẽ chia sẻ cho chị Thục Trang trước nhé. Dạ, cảm ơn câu hỏi của chị Trang, cảm ơn chị Như. Thật ra thì chị Trang, em thấy chị Trang rất là hoạt bát, rất là nhiệt tình ở trong tất cả những cái buổi học mà em đã có duyên gặp chị. Và thật sự là em nghĩ là nhân sự nhà chị sẽ rất là quý chị, chứ không có để là không không phải là không có giống với cái vai trò của chị đâu. Thật sự là rất cần những cái người lãnh đạo mang đến cái nguồn năng lượng tích cực cho nhân sự của mình, và đây là một cái điều tuyệt vời. Và nhân sự của chị, doanh nghiệp của chị, em cảm thấy rất là may mắn khi có một cái người lãnh đạo rất là năng lượng như chị. Và cái điều thứ hai nữa là nói về cái khoảng cách về thế hệ, về tuổi tác, thì bên em thì không vướng cái chuyện đấy. Giống như chị nói ngay từ đầu thì em chủ động luôn, em chủ động lựa chọn những cái bạn nhân sự nó cùng ở cái độ tuổi như em. Và ngay từ đầu, tại vì em biết là mình có một thân một mình thôi, mình cũng còn non nớt á, cho nên là em chọn những bạn nhân sự từ chỗ, từ tuổi em đổ xuống dễ quản. Tại vì mình biết mình yếu, cho nên là mình sẽ lựa chọn cái cách nào để mình có thể mình triển khai cái việc quản lý nó tốt hơn. Và điều tiếp theo nữa thì em chỉ có vướng một cái điều, đó chính là khi mà các bạn vướng ở cái khâu gọi là các bạn, vì các bạn còn trẻ quá. Đó là một cái điểm mạnh, cũng chính là một cái điểm yếu. Điểm mạnh của các bạn đó chính là rất là năng lượng, rất là chủ động, rất là tích cực, đưa cái gì cũng làm, cái gì mới cũng làm, xông pha đủ trận mạc hết luôn, không có nản. Làm tới 10 giờ cũng không vướng vợ con, chồng con gì, chứ mấy bạn đa số là rất là hiếm có gia đình. Em còn chưa có mà lấy dịp mấy bạn có được. Cho nên là một cái điều mà làm cho cái đội ngũ bên em rất là năng lượng. Tuy nhiên thì chỉ có một cái việc gọi là các bạn, chính vì các bạn còn trẻ quá cho nên là cái công việc của các bạn đôi khi nó thiếu sự tỉnh lại, và nó thiếu có sự chu đáo hơn. Và lúc đó khiến cho mình cần phải vất vả hơn để mình học hỏi, mình phát triển, và giúp các bạn học hỏi phát triển và có cái định hướng rõ ràng hơn trong từng cái bước đi. Thì đó là những cái phần mà phía bên em đã có thể làm, là em chọn ngay từ đầu luôn, em hạn chế cái việc khoảng cách thế hệ luôn á chị. Nhưng mà rõ ràng là khi mà đi học bên BDCA về, em không chỉ đi học một mình để xây dựng được 8 cái giá trị cốt lõi này, thì cả một cái đội ngũ cùng nhau làm việc, cả đội ngũ cùng nhau đi học, thì chính nhờ các bạn cùng nhau đi học, có cùng cái hệ tư duy như vậy, sau đó về thực hiện những cái buổi chia sẻ nội bộ liên tục hàng tháng, hàng tuần, thì đưa các bạn cùng về một cái hệ thống tư duy nền tảng. Thì em nghĩ là có tuổi tác hay không tuổi tác, thì nếu như chúng ta cùng tư duy, cùng hệ văn hóa, thì chúng ta cũng có thể xây dựng được một cái doanh nghiệp nó phát triển mạnh và bài bản thôi chị. Thì đó là phần chia sẻ của bên em, xin cảm ơn chị. Cảm ơn Lê Trang rất là nhiều. Cái này cũng đúng là một cái sự lựa chọn đấy, tức là có những cái mà mình cũng phải phải quan tâm đến là cái hướng đi của mình như nào, và mình quyết liệt đi theo nó như vậy á, cũng không để cái một số các cái ý khác nó làm sao lãng. Thì cái này nó cũng rất là đáng để chị nghiên cứu. Cảm ơn Trang. Dạ, cảm ơn chị. Dạ rồi, em cảm ơn chị Thục Trang. Và đó là một cái bài toán mà tất cả các doanh nghiệp đang rất là cân nhắc về giữa khoảng cách thế hệ và độ tuổi. Thì những cái chia sẻ Lê Trang chắc chắn là sẽ để cho chị Thục Trang có một cái bước đệm mới trong cái cách mà mình tuyển và dùng và giữ nhân sự của mình. Và bây giờ em đã thấy một cánh tay của anh Trọng Thành đã giơ lên ạ. Và xin mời ban tổ chức hỗ trợ để anh Trọng Thành có thể chia sẻ của mình ạ. Chào anh Thành. Anh Thành. À rồi. Dạ. À rồi. Ừ, dạ. Em giới thiệu về bản thân tí nha. Dạ. Em tên là Thành, tên đầy đủ của em là Nguyễn Trọng Thành. Thực ra là em là một dược sĩ. Em làm kinh doanh thuốc cũng được 10 năm. Nhưng mà cũng vừa mở cái chi nhánh riêng, cũng 4 năm hệ thống cái cửa hàng thuốc tây á. Cũng đi làm giám đốc khu vực mấy tỉnh Tây Nguyên lại. Nhưng mà mình thì chả có, trước khi mở một cái doanh nghiệp mình cũng không có học gì bài bản. Mình về trước để mình học quản trị kinh doanh, xong rồi mình học bên ngành dược thôi. Mình làm quản lý vùng rồi mình học bên ngành dược, là thành mình dược sĩ, cho nên mình sẽ làm cũng đa nghề. Nhưng mà trong một thời gian 10 năm thì mình làm, thực ra thì bản thân mình ấy, thì khi kinh doanh này đầu óc chỉ là mỗi là thích làm giàu thôi.
máu làm giàu mà thôi. Với hai bàn tay trắng mà khi mình đi xuống đất Sài Gòn để bao nhiêu năm ở đấy thì mình đã rất là cố gắng để vượt qua được những cái khó vất vả, thử thách rất là nhiều để mà có được cái mình mà nghĩ mình không nghĩ là sẽ có được. Đấy. Nhưng mà đến lúc 10 năm mình làm, khi mà kinh tế thị trường nó đã bão hòa đi rồi, mình cảm bản thân mình không biết là mình lúc đó mình không có một cái quân sư nào đó tham mưu cho mình là nên tiếp tục hay sao, hay là vốn như thế nào để đầu tư tiếp để xây dựng hệ thống mình tiếp. Đấy. Thì mình thấy mình chẩn đoán về cái tình kinh tế mình cảm thấy nó sẽ bị bão hòa đi và nhiều người làm quá. Và mình khi đầu tư mà vốn mình thấp thế này thì mình không thể làm ăn cùng với những cái người lớn quá, họ bỏ tiền một cái là rất mạnh như vậy. Trong khi mình làm đồng tiền mình bỏ ra là mình kiếm ra được không dễ giống như họ. Nên mình làm tính toán rất là kỹ càng, phải chắc bắp ăn được thì mới làm, còn không thôi. Nhưng mà mình thấy bạn Trang, bạn rất trẻ tuổi nhưng mà bạn suy nghĩ mình không hiểu là bạn làm. Mình cũng hỏi muốn hỏi rằng là khi bạn mở một cái chuỗi cửa hàng Lê Trang đó, gà rán chứ xin lỗi, thì bước đầu như thế nào để bạn xây dựng được để đến ngày hôm nay có cái chuỗi hàng? Có thể là mình nghĩ món thức ăn á thì có thể mình xây dựng chuỗi hàng dễ hơn, nhưng mình như bán như một hệ thống thuốc tây, mình có mở khoảng 3-4 cửa hàng là mình thấy nó mệt rồi. Thứ nhất mình đào tạo nhân viên để bán được hàng, còn phải đào tạo đến cái chuyên môn thì không nói, và đào tạo cái kỹ năng bán hàng và marketing, và còn phải là phán đoán khách hàng ABC nữa để mà tư vấn những loại nào cho phù hợp khách hàng, và cần phải có bàn tay mát và cái tâm của mình làm nữa. Mà một thời gian của mình 10 năm mình làm, nếu một thời gian thì mới đấy, một năm đầu thì có thể làm ăn nhưng mà có doanh thu, nhưng đến sau này mình cảm thấy nó không có doanh thu. Vậy khi mình cứ ăn rồi nhân viên là bây giờ mình không thể giữ được cái nghề bán thuốc, là tuyển nhân viên bán thuốc, đào tạo bán thuốc ấy, thì đào tạo cấp tốc bán được nhưng mà đến lúc các bạn đủ lâu một cánh lại không bao giờ ở lại được, hay là có thể mình chưa trở thành một doanh nghiệp, mình chưa đóng bảo hiểm cho các bạn được hay sao. Các bạn chỉ làm xong là mong học được cái hết của mình, bí quyết kỹ năng rồi bắt đầu là đi. Đi là làm, đi về là bắt đầu là mở cửa hàng riêng. Rồi có thể là đối đầu với mình ngay trước đối mặt luôn. Có thể bán phá giá. Đấy, em xin phép mấy anh chị là cho em lâu lâu chia sẻ nữa. Em là nói thật như vậy. Thì vì nghĩ lại cũng buồn cười, nhưng mà sau cái thời gian này chưa tính các cái người khác mà thấy mình làm mà cứ nghĩ là dễ ăn quá, họ cũng đổ xô đầu tư làm ngay, làm rất là nhiều, bán một cái giá rất là vô bổ, nó không đúng với cái người kinh doanh gì cả. Tại vì mình làm ăn là mình phải buôn bán, phải có lời nó phù hợp nữa, chứ là làm mà thứ nhất mặt bằng kinh doanh thuế điện nước đầy đủ rất là nhiều ban ngành mình cũng phải đầy đủ, thế mà không biết họ bỏ tiền kiểu gì mà làm như thế, mà mình cái đồng tiền mình rất là sót, mình không có phải là dư giả để mình làm cái việc như thế được. Thấy không ăn đến lúc là tôi bắt đầu tôi mới là giữ, có chịu giờ hiện tại giữ có 2 cửa hàng để làm thôi, để kiếm cơm, còn nữa là 5-3 cửa hàng kia là xa hết, không làm nữa. Đấy. Thế thì ngày hôm nay được ngồi đây chia sẻ với các anh chị ở đây đó, tôi hiện tại đang một doanh nghiệp nhưng mà một nghề rất là trái ngành. Các anh chị có nghĩ tôi là đang làm nghề gì không? Đấy, là nghề về chuyên năng lượng về mặt trời mà. Đấy. Thì trước khi mà sang được 3 cửa hàng cái rồi là tôi mới nghĩ là thôi bây giờ mình định mở quán cà phê, nhưng mà mình mở quán cà phê thấy cũng ngoan, tại vì tính toán ra cái mặt bằng và chi phí ở đây mà để mà kinh doanh vẫn không được. Trước tôi cũng có liên hệ với chị Thủy á, là chuỗi cửa hàng chị Thủy để tôi có thể là muốn mở cái chuỗi cửa hàng trên thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk này, vì tôi ở thành phố Buôn Ma Thuột mà. Đấy. Nhưng mà khi mà tôi xét thấy được cái tình hình ở trên này lại cà phê quá nhiều, mà bây giờ mình làm cái chuỗi này lại không được, không phù hợp, mà đã đầu tư là phải nắm được khoảng bao nhiêu phần trăm tỷ lệ thắng lợi, chứ không thể là làm mà không thắng lợi là không bao giờ làm. Mặc dù ngành thuốc tây của mình làm là thắng lợi, nhưng rất không phải là hơn bậc gì, nhưng mà nằm trong tầm tay. Nhưng mà để mà bứt phá thì không làm nữa, tại vì cái thời gian của mình đầu tư quá nhiều về cái việc mà phải ăn đồ đào tạo người, mà giữ được người rất là khó, mà trả thật cao thì nếu mà ở lại làm, mà trả cao thì chi phí ở đấy mình lấy đâu ra mình chi phí, rất là nhiều chi phí, mà thuốc thì mình bán chỉ đủ làm sao phần trăm đấy thôi, chứ làm sao mình có thể bán chép chặt được, rất là khó. Nhưng mà nhiều người nhân họ vào, ui chả bán vào, muốn bán bao nhiêu thì bán, rất là khó nhá, đó là tâm lý. Vì chính mình người là vừa là phân phối sỉ và lẻ, mà mình là người là bán hàng, mình rất là am hiểu
biết được đối phương và khách hàng, người tiêu dùng với mình như thế nào. Nên tại sao mình đào tạo nhân viên rất hoàn hảo về cái việc bán hàng, mà bán làm sao để mà nhìn nhận được khách hàng ABC thế nào đó, để mình tư vấn cho cái loại thuốc nào đó phù hợp, ví dụ như thuốc Mỹ hoặc thuốc ngoại nhập với nước Việt Nam, nội chẳng hạn, Ấn Độ, thì nó phù hợp với cái người bệnh nhân đó và giá cả thế nào đó. Nên đào tạo một người đúng là rất khó khăn, nhưng khi mà chỉ cần làm mấy tháng là đủ lông đủ cánh, là cứ chuồn. Nên sau này mới nghĩ chuyện là mở doanh nghiệp, mà cũng đã từng làm doanh nghiệp riêng cái phân phối dược một thời gian, mà đến lúc các tỉnh kia là cứ ở trên trên này á, mấy tỉnh Tây Nguyên là làm ăn đó, là với các anh chị là hiểu này, cứ trên này hồi đó làm ở công ty địa phương là họ cứ cho nợ công nợ 30 ngày. Mà mình vốn thì yếu, không phải là như các cổ đông, mà làm là những cái mối lớn của mình trước đây, mình làm giám đốc của 5 tỉnh Tây Nguyên thì những mối quan hệ của khách hàng đã quen biết rồi. Mình bắt đầu mình mới chiến sự là mình tới mình tấp ngay mấy khách hàng quý mình nhất để mình mở doanh nghiệp làm phân phối riêng. Thế thì tất cả những khách hàng đều chốt hợp đồng với mình hết. Tại chỉ cần một mình thôi mà mình đã chốt được rất nhiều các cái hợp đồng, là bằng có thể là 10 nhân viên họ làm sale, có thể một mình làm, mà có thể là các bạn 10 nhân viên sale mới bằng mình làm. Tại sao một mình nắm doanh số của mình hết, nhân lúc mình quá mệt mỏi vì nhiều việc quá. Mà bây giờ công nợ cái dồn vào đầu mình, mà khách hàng nào bây giờ ABC mình không biết là đến lúc họ thay đổi. Lòng người mình chưa đoán được, chứ đừng nói họ bây giờ họ dở quẹ, họ lừa mình mấy năm trăm, 300-400-500 triệu rồi mình thấy mệt rồi. Đến lúc họ cũng là ngon lành cành đào thế, nhưng đến lúc họ họ chơi đề hay là chơi bóng đá họ mất đi, vào đầu đến bữa là mình không thu được tiền, mất 300-400 triệu, mất là chuyện bình thường, không có lấy được tiền, rất là khổ. Cho nên không phải như ở Hồ Chí Minh, nhà trước mình ở dưới mình làm á, thì dù có bán 200.000 cũng thu tiền mặt và chiết khấu 1-2% tiền mặt. Không có trên này không không bán được, nếu mà bán như thế thì không bán cho ai được, mà phải cho công nợ, mà chồng nợ đến lúc là rất rủi ro, mà không phải theo chiều hướng đó, nếu không chiều hướng là không bán được hàng, nó khổ vậy chứ. Nên một thời gian là Thành mới thấy khó khăn quá, Thành mới đổi, Thành mới rút hết rồi. Sau này Thành mới đi làm CEO cho một cái công ty chuyên năng lượng điện mặt trời, mà các anh chị đây chắc cũng biết là điện năng lượng mặt trời về các dự án lớn nhỏ đều có hết, bán điện cho điện lực nhà nước ấy. Đấy. Thì sau một thời gian đi làm cái CEO cho công ty đấy, thì công ty nó tận ở dưới kia, dưới Bình Dương cơ, làm nhưng mà lại mình lại làm bên các cái, hay làm bên khu vực ở phía Tây Nguyên này. Một thời gian thì mình đi miết ấy, hay đi công trình để mà theo dõi, nằm ăn gọi là ở trong rừng nhiều quá. Mà bản thân mình thì như thế này, mình thấy thôi thì có kinh nghiệm thế này rồi, cũng xin đấy nghỉ về mở doanh nghiệp riêng này. Tự nhiên cũng tự phát, gọi là mở doanh nghiệp cũng tự phát thôi. Tự phát là thôi giờ mình không có kinh nghiệm rồi, cũng không đến nỗi mà không biết cái gì, cũng là gọi là cứ vậy làm sao mà mở doanh nghiệp thôi. Mình làm thương mại dịch vụ và nhận các cái công trình. Nhận công trình thì bắt đầu mình mới, với cái công ty non trẻ như mình, làm sao mà người ta dám giao cho mình để mà mình thi công được những cái dự án, ví dụ như sự dự án lớn thì bắt buộc mình phải là thương mại dịch vụ thôi. Và mình nhận xong rồi mình mới giao lại cho công ty mẹ, từ 10-15 năm họ kinh nghiệm họ mới lên họ làm việc. Nhưng mà cái thất bại ở chỗ này, hôm nay em cũng chia sẻ với các anh chị, các bạn đây, là mình thất bại ở chỗ là thứ nhất là không phải là mình làm trái nghề mình mới thất bại, mà thất bại nhiều khi trong cuộc sống mình không thể đoán trước, mà không ngờ được là như thế này. Ví dụ ở trên tỉnh Đắk Lắk này, tháng 1, tháng 10, 2020 họ bị ngưng theo công văn của Sở Công Thương, Bộ Công Thương ấy, là ngưng đấu nối ở các tỉnh này, không có đấu nối được điện. Thì vậy thì những nhà đầu tư họ làm, họ đầu tư rất là nhiều, 10-20 tỷ hay là rất là nhiều tỷ để mong chờ là bán với điện cho nhà nước, nhưng mà làm bị ngưng đấu nối rất là nhiều. Trong điển hình đấy là có mình, là có khoảng bỏ khoảng chung khoảng mấy cái ông lớn kia khoảng độ mấy tỷ, 5 tỷ dồn hết tất cả tiền bạc vào đấy để mà dự án lớn đó thì mình chung vào, thì bắt đầu xây dựng đất đai để chuyển đổi cái mục đích xây dựng, mục đích làm dự án. Thì bắt đầu mình mới hoàn thiện cái đó, là mình mới chuyển lên các cái ngân hàng, rồi bắt đầu mới đưa lên trên điện lực, hồ sơ thì đã có. Nhưng mà bất ngờ chỉ cần có 10 mấy ngày thôi là thông báo cái văn bản là ngưng đấu nối, thế tất cả những tiền bạc đã chuyển đất rừng, mục đích xây dựng đất sắt thép rồi là rất nhiều, chưa tính là mình đã đầu tư pin vào đấy để chuẩn bị để vay vốn hàng, vì dự án nó lớn quá nên phải vay banh nữa. Dạ. Thế thì sau khi mà cái câu hỏi của anh Thành là mình sẽ chốt lại là anh Thành đang muốn bạn Lê Trang sẽ chia sẻ cho anh về tuyển dụng và giữ nhân sự, đúng không anh? Đúng rồi, thôi thì cũng hồi nãy xin phép các anh chị là chia sẻ một tí rồi. Dạ. Thêm xíu. Đấy, vì lâu giờ cũng không được chia sẻ.
Nhưng mà hôm nay thấy bạn Lê Trang còn trẻ mà bạn cũng rất là giỏi, làm những cái điều mà mình cũng đang mong muốn làm được mà mình không làm được, mình vẫn chưa làm được. Mặc dù mình có kinh rất kinh nghiệm nhưng mình vẫn chưa làm xây dựng việc đó được. Thế thì mình cũng hồi nãy mà có hỏi là bạn Lê Trang là lúc mới mà thành lập ấy, cái cơm gà ấy, thì bạn có thể là chia sẻ cho mình với lại có thể các bạn đây biết được là cái ban đầu bạn xây dựng ấy, thì có cái khó khăn như thế nào, hoặc là có thể là xây dựng trước thời điểm đi học bên gia hay là sau mới thành lập được như thế. Rồi, cảm ơn câu hỏi của anh Thành. Chắc là câu hỏi này thì chị sẽ mời Lê Trang chia sẻ với anh trước nha. Mời em. Vâng. Dạ, cảm ơn anh Thành, cảm ơn câu hỏi rất là hay và những cái chia sẻ câu chuyện của anh Thành nó rất là em thấy mọi người cứ gật đầu và cười là em thấy mọi người cũng tâm đắc với câu của anh lắm rồi. Về cái phần mà em anh có nhân sự, thứ nhất là mà những cái bước đi đầu tiên của bên hệ thống bên em là như thế nào, cái câu hỏi thứ hai đó là làm sao để mà nhân sự của mình khi mà mình đào tạo họ xong hết tất cả mọi thứ thì họ không có bỏ mình đi hoặc là trở thành cái đối thủ cùng ngành với mình. Thì cả hai cái câu hỏi của anh thì đều rất là hay, và cái những cái ngày đầu tiên của bên hệ thống cơm gà Lê Trang phát triển thì cũng đi từ những cái bước sơ khai và bắt đầu là cũng một thân một mình thôi anh, cũng không có kinh nghiệm, cũng chưa, lúc đó cũng chưa được may mắn đi học DCA đâu, tại vì năm đó là năm những ngày đầu tiên thì mới có khoảng 1-2 cửa hàng thôi, đến khi mà em gặp thầy Trọng thì cũng rất là khó khăn để có thể vận hành rồi, cũng giống như anh vậy đó, mở 1-2 cái là mình không biết đường mình quản lý luôn rồi. Và nó loạn lên hết. Lúc đó cũng không hề có tầm nhìn sứ mệnh hay là 8 giá trị cốt lõi gì cả. Và mình cứ quản lý theo cái kinh nghiệm, theo cái cảm giác, theo cái cảm tính của mình, và cái gì cũng đến tay mình hết. Nhân sự làm gì cũng tới tay mình hết. Chị Trang ơi cái này làm sao, chị Trang ơi kia làm sao. Tất cả mọi thứ. À khách hàng. Em tới nỗi là tới cái mức mà cái thời điểm mà xây dựng doanh nghiệp ban đầu á, thì tại em làm ngành dịch vụ mà. Là khách mà ăn một phần cơm thôi mà họ có sự cố thôi là họ cũng điện cho ai, chuyện cho mình. Trời ơi, cái ngày mà em nhìn cái số lạ mà gọi vô điện thoại của em hoặc là nhân viên nó gọi là em hoang mang cực độ. Em sống trong sợ hãi, làm doanh nghiệp mà giống như là mình làm chủ, như mình khổ chủ thực sự. Mình không biết vận hành, không biết quản trị. Thì cái phần đó, thì nếu như mà anh muốn biết là tại sao mà bên em có thể xây dựng được hệ thống văn hóa quản trị tốt và có thể nhân bản được, thì mời anh đi theo những cái buổi tiếp theo của bên VDCA và đi theo thầy Trọng. Bởi vì thật sự luôn, đây là cái câu hỏi của anh, một cái câu hỏi rất lớn. Câu hỏi rất lớn và nó đòi hỏi là mình phải có cái góc nhìn nó bài bản hơn. Và cái thứ hai nữa đó là làm sao để cho nhân sự không có bỏ đi. Và họ đủ lòng đủ cánh rồi, họ ra, họ mở cái y chang mình, trở thành đối thủ của mình. Thì bên em cũng đã từng có như vậy. Đã từng có, và em nghĩ các anh chị ở đây chắc cũng có, chứ không phải là không. Thì và khi mà đối diện với câu chuyện như vậy thì thật sự rất là buồn. Rất là buồn. Và mình cũng kiểu mình cảm thấy mình tổn thương, mình mất đi cái niềm tin với các bạn nhân sự còn lại luôn. Cái điều lớn nhất là mình mất đi kể cả những cái nhân sự đang ở lại với mình chỉ vì một người ra đi. Đó, cái thời điểm đó thì em biết cái điều đó và em lấy lại. May mắn là em có chia sẻ thời điểm đó, có vào F1H thì là thời điểm đó nhanh chóng là em có chia sẻ với các anh chị và em cũng nhanh chóng lấy lại cái tinh thần để làm sao mà mình biết mình sai chỗ nào. Người ta đi, vậy tại sao người ta đi? Dĩ nhiên người ta thấy cái lợi ích bên ngoài nó lớn hơn khi mà họ đi cùng mình. Cái sai của mình chính là mình chưa cho họ thấy được là khi mà họ đi cùng mình họ được cái gì trong tương lai. Con người đứng trước sự lựa chọn, nếu như mà họ thấy cái chỗ khác có lợi ích tốt hơn thì họ đi, giống như cái bể cá của mình lúc này, cái dưỡng khí của mình cho họ không còn tốt nữa, họ sẽ nhảy qua cái hồ mới, họ sẽ nhảy ra cái ao mới, cái sông mới để họ phát triển, cái con cá nó sẽ đi. Đó là cái câu chuyện mà ngay từ đầu em chia sẻ đó, là văn hóa doanh nghiệp là cái bể cá, nếu như cái bể cá của mình không còn là cái không gian tốt để cho họ phát triển nữa thì họ sẽ đi. Thì làm sao mình cho họ được cái gắn bó được cái lợi ích của họ trong tương lai với doanh nghiệp của mình. Và cái tiếp theo nữa đó chính là làm sao để duy trì cái nhân sự còn lại, cái nhân sự cũ ra đi và trở thành cái đối thủ cùng ngành, các bạn còn lại cảm thấy rất là hoang mang.
thằng đó ra nó làm chủ rồi, mình có nên đi theo nó không, mình có ra làm chủ hay không? Nó lại là cái câu chuyện giữ được nhân sự ở lại, cũng lại là một cái câu chuyện nó đầy tính thách thức trong khoảng thời gian mà em phải cải tổ hệ thống. Và bắt đầu mình nhìn thấy thứ nhất đó là quay về liền, làm sai, mình sai là mình không có rào nhân sự, tức là họ muốn thoát ra quá dễ. Cái thứ hai nữa là cái văn hóa của mình, quay về văn hóa trung thực đó là phải trung thành với tổ chức nữa. Và bắt đầu quay về cái khâu đào tạo, vừa đi song song đào tạo, quay về đào tạo là cái nét văn hóa về trung thực, trung thành với hệ thống, với tổ chức. Cái thứ hai nữa là bắt đầu học thầy trọng và cùng với các anh chị bắt đầu phát triển hệ thống. Ví dụ họ muốn làm chủ, thực ra khát khao làm chủ ai cũng có, vậy thì làm sao họ gắn bó với doanh nghiệp và họ được làm chủ cùng với mình, thì bắt đầu sẽ có, em nghĩ là cái ngành của anh á cũng sẽ có thể là mình có nghĩa nghĩ đến những cái câu chuyện nhượng quyền nè, hợp tác nè, cùng với những nhân sự cấp dưới, và làm sao gắn liền cái lợi ích của họ với cái lợi ích của công ty. Thì cái câu chuyện của anh, và để chia sẻ cái chủ đề này sâu và sát hơn, thì em xin phép là giới thiệu lên đây một cây đa cây đề rất 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 là xịn và đã làm cái câu chuyện này rất là hay và rất là tuyệt vời. Đó chính là một, đó là anh Dũng. Anh đã có cái hệ thống nhượng quyền cho nhân sự và cho rất là nhiều anh chị kỹ sư ở trong khắp cả nước. Và anh đã có hệ thống nhượng quyền ở khắp cả nước rồi. Và dịp vừa rồi anh cũng có một cái buổi chia sẻ về mô hình nhượng quyền của BC rất là hay, rất là xuất sắc luôn. Và hồi chiều anh cũng đã chia sẻ một cái buổi tổng kết quý 3 và định hướng cho cái thời gian sắp tới rất là hay. Em cũng đang cố gắng là tối đêm nay em nhất định là phải mời anh Dũng lên chia sẻ về cái buổi hồi chiều mà anh đã chia sẻ lên trên nhóm. Và cái thứ hai nói về dược á, thì ở đây cũng có một anh làm dược hơi bị xịn sò, anh mang cái tầm toàn quốc, đó chính là anh Thọ. Thì em xin mời hai anh chuyên gia trong cái lĩnh vực mà anh Thành đang thắc mắc, có thể góp ý và chia sẻ để cho tất cả mọi người ở đây cũng có thể học hỏi được. Và xin mời anh Dũng. Thì cho Như xin mời anh Dũng nha. Em mời anh Dũng chia sẻ trước ạ. Và phòng chung chuẩn bị giùm chị mic cho anh Thọ nha. Em xin mời anh. Xin cảm ơn Lê Trang, cảm ơn Mỹ Như, cảm ơn anh Thành và tất cả các anh chị đã có mặt trong cái buổi Zoom ngày hôm nay. Một cái sự ủng hộ rất là tuyệt vời và một cái tinh thần học hỏi để chúng ta phát triển doanh nghiệp của chính bản thân chúng ta. Và với tôi thì tôi rất là mong chờ những buổi tối thứ sáu để cùng các đồng đội, cùng với tất cả các anh chị chúng ta lại có được những cái kiến thức mới. Những kiến thức này thì nó lại không đến từ trong sách vở, mà nó lại đến từ những cái mà chúng ta đã thực chiến, chúng ta đã trải qua. Và thực tế nó đến từ những khó khăn, ví dụ như anh Thành đã nêu là chính là những khó khăn trong cái quá trình phát triển doanh nghiệp của mình. Và đây thì không, gần như là không có sách vở nào hoặc là một cái trường nào là đào tạo ở cái loại này cả, ở cái dạng như vậy cả. Thì đó là một trong những cái nó rất đặc biệt và nó rất là đặc thù của cái cuộc sống này. Và tôi thì tôi xin chia sẻ cái bên công ty BDC của chúng tôi. Ngày hôm nay thì chúng tôi có tổ chức cái chương trình tổng kết quý 3 và công bố cái mục tiêu quý 4. Hiện tại thì mục tiêu năm 2021 thì đến quý 3 chúng tôi đã hoàn thành được 80% cái mục tiêu của BDC. Và có một cái chương trình quý này chúng tôi tổ chức nó rất đặc biệt, đó là cái buổi sáng ấy, chúng tôi chỉ ngồi chúng tôi chia sẻ thôi, những cái thành công này rồi những cái khó khăn của các bạn, và trao cho các bạn nhân viên xuất sắc, những CEO xuất sắc, những quản lý cấp trung xuất sắc cái cơ hội là ngồi chia sẻ những cái thành công của họ đã gặt hái được, rồi là những cái khó khăn mà họ đã trải qua. Và đó thực sự là những bài học rất là xúc động mà chính các bạn nhân sự cũng như là ban lãnh đạo công ty học được từ các bạn. Và tôi có chia sẻ với các bạn rằng là bây giờ các bạn mới chính là chuyên gia, chứ chúng tôi không phải là chuyên gia nữa. Đó. Thì đó là một trong những cái chia sẻ về trong cái thực tế của cái ngày hôm nay là ngày 8 tháng 10 của năm 2021 và chúng tôi đã thực hiện. Còn về cái bài, cái câu chuyện về văn hóa doanh nghiệp ấy, chúng ta sâu chuỗi cái học nhân sự chúng ta đồng hành cùng họ như thế nào, thì tôi xin chia sẻ chắc khoảng 2 phút để xin phép mời anh Thọ. Thứ nhất là chúng ta đang bán cái gì? Đầu tiên là chúng ta đang bán cái gì? Chúng ta đang mưu sinh hay chúng ta đang xây dựng sự nghiệp?
thì chúng ta phải hỏi được cái câu hỏi đó. Bởi vì khi chúng ta làm doanh nghiệp là chúng ta đang mưu sinh, chúng ta đi kiếm tiền, hay chúng ta làm sự xây dựng sự nghiệp. Bởi vì nếu mà như tôi cách đây 10 năm mở doanh nghiệp thì tôi đi mưu sinh. Tôi kể câu chuyện thực tế tôi nhé. Nếu cách đây 10 năm và kể cả thậm chí là 5 năm trước tôi vẫn đang đi mưu sinh. Nhưng mà từ năm 2016 thì tôi lại chuyển sang một cái dạng khác. Đó là cái dạng tôi xác định là tôi đi xây dựng sự nghiệp. Xây dựng sự nghiệp cho bản thân tôi và xây dựng sự nghiệp cho các đồng đội của tôi. Và đến bây giờ thì tôi xác định là tôi bán sứ mệnh và bán tầm nhìn chứ tôi không bán sản phẩm nữa. Bởi vì nếu bán sản phẩm ấy, thì các bạn sẽ không thể đi theo mình được. Nếu chúng ta là chủ doanh nghiệp thì chúng ta đến một thời điểm nào đó chúng ta phải chuyển sang bán sứ mệnh và bán tầm nhìn của chúng ta. Thì chúng ta mới dẫn dắt được đội ngũ, thậm chí là dẫn dắt được chính chúng ta. Bởi nếu chúng ta chỉ đi mưu sinh ấy, thì đến một thời điểm nào đó chính chúng ta cũng là người chùn bước. Chúng ta là người nản chí đầu tiên chứ không phải là các bạn nhân sự của chúng ta. Chúng ta là mất động lực. Các anh chị đã bao giờ rơi vào cái tình trạng giống như tôi năm ngoái không ạ? Năm ngoái tôi mất 6 tháng tôi cứ hỏi bản thân tôi là tôi tồn tại ở trong cái cuộc đời này để làm cái gì? Cái sứ mệnh của tôi là làm cái gì? Đó. Và chính tôi mới là người phải đi tìm câu trả lời chứ không phải lại là nhân sự của tôi. Nếu các anh chị đã trải qua những giai đoạn như thế hoặc đang trải qua giai đoạn như thế thì xin chúc mừng các anh chị. Bởi chúng ta đang, như thầy Trần Việt Quân nói là chia sẻ trong cái workshop cùng với lại thầy Hoàng Đình Trọng, thì đó là một cái sự trưởng thành của chúng ta ở cái giai đoạn chúng ta độ chín của cuộc đời. Và nó sẽ trưởng thành lên một bậc nữa. Và thực sự thì lúc đó tôi không gọi tên ra được. Và thầy Trần Việt Quân và thầy Hoàng Đình Trọng đã giúp tôi gọi tên ra được. Nó là cái sự trưởng thành trong tâm thức của chúng ta. Chúng ta quay ở bên trong. Và trở lại với câu chuyện là dẫn dắt đội ngũ. Thì nếu khi chúng các anh chị để ý này, chị Trang vì vừa có chia sẻ là có nhiều thế hệ đúng không? Khi còn trẻ thì các bạn, chiều nay tôi có được nghe một cái đoạn video, khi còn trẻ thì chúng ta như là cái cây núa vậy đó. Nó thẳng đứng như thế này. Nhưng mà khi mà trưởng thành thì cây núa nó bắt đầu nó cong đi. Và như vậy thì cuộc đời của chúng ta nó cũng như vậy thôi. Chúng ta trẻ thì chúng ta hăng máu, chúng ta xông pha, cỡ nào chúng ta cũng chiến được. Nhưng mà đến tầm tuổi này là bắt đầu chúng ta có cái sự cong rồi, có cái sự trưởng thành, có cái sự trùng nó xuống và nó trưởng thành, trùng xuống và trưởng thành. Chứ không phải là chúng ta lại là dở đi. Như vậy là chúng ta phải sử dụng được các nguồn lực khác nhau. Và chúng ta, nếu thế hệ trẻ thì chúng ta sử dụng như thế nào? Và thế hệ lớn tuổi thì chúng ta sẽ sử dụng như thế nào? Tất nhiên là văn hóa doanh nghiệp là một thứ mà chúng ta phải làm rất bài bản. Thì sau khoảng 3 đến 5 năm chúng ta sẽ có được hình thành văn hóa. Còn nếu văn hóa doanh nghiệp mà làm ngay, muốn ngay, có ngay thì sẽ không có được. Thì đấy là cái chia sẻ thực tế của tôi đã làm. Xin cảm ơn tất cả các anh chị đã lắng nghe và cho tôi cơ hội được chia sẻ. Xin cảm ơn ạ. Vâng, xin cảm ơn anh Dũng. Và bao nhiêu trong số tất cả các anh chị thấy là những chia sẻ của anh Dũng rất là tâm đắc và ý nghĩa. Hãy dành cho anh Dũng thật nhiều số 8 vào ô chat ạ. Và Mỹ Như xin cảm ơn tất cả các anh chị. Và bây giờ Mỹ Như xin mời anh Bùi Đức Thọ. Anh là CEO của một tập đoàn dược. Và anh sẽ chia sẻ góc nhìn của mình về ngành dược để có những chia sẻ chân thành đến cho anh Trọng Thành nhé. Em xin mời anh. Thọ xin được chào toàn thể tất cả các anh chị và các bạn. Chúc mừng Lê Trang. Thọ xin được chia sẻ cái câu hỏi của Lê Trang cùng với toàn thể anh chị như này. Thứ nhất, đầu tiên chúng ta hiểu văn hóa là gì đã. Thì dưới góc độ của tổ chức thì xây dựng văn hóa doanh nghiệp là quá trình phá vỡ sự tự mãn, tự tin và tự cao và tự vệ. Đôi lúc đó là sự bảo thủ, trì trệ để nâng cao cái sự hài lòng trong tổ chức. Từ đó xây dựng những hình ảnh, thói quen tích cực để giúp cho mọi người kết nối lại gần nhau. Thì với việc mà định hướng như thế thì trong cái quá trình xây dựng văn hóa của ngành ấy, thì Thọ thấy rằng là với ngành dược thì cần phải phân xây dựng các tiêu chuẩn của văn hóa, ví dụ như văn hóa chuyên môn thì cần phải đưa vào. Bởi vì ngành dược nó là một ngành rất đặc thù, thì cái việc xây dựng văn hóa chuyên môn nó vô cùng quan trọng để cho tất cả mọi người đứng trước cái gọi là khách hàng thì chúng ta phải làm thế nào.
Thứ hai đó là xây dựng văn hóa tổng quát mang tính chất chung, thì đó là văn hóa tinh thần. Thì chúng ta cần xây dựng những cái định hướng văn hóa tinh thần ra sao. Và cái cuối cùng nữa đó là văn hóa gọi là phát triển cá nhân. Thì cái việc xây dựng văn hóa phát triển cá nhân nó sẽ thúc đẩy cho sự gọi là trì trệ của chính người đứng đầu cho đến bất kỳ ai. Thì đấy gọi là ba cái tiêu chuẩn mà Thọ ứng dụng để viết ra, dựa trên những cái gọi là tư duy đấy để xây dựng ra cách chìa khóa theo các định hướng như vậy. Thì từ đó thì chúng ta sẽ lên các kịch bản để tổ chức mình ứng dụng. Và cá nhân Thọ thì sau 12 năm đã gọi là ứng dụng triết lý xây dựng văn hóa cho tổ chức mình, thì cái lợi ích lớn nhất đó là tìm ra được người phù hợp để mình có thể là đồng hành phụng sự và thúc bạn đấy đột phá. Đấy là những điều mà tìm ra nhân sự nguồn. Cái thứ hai nữa là giúp mọi người trong tổ chức thấy làm với tổ chức này có một cái môi trường thân thiện nhưng được sự giúp đỡ, hỗ trợ. Như thế để mọi người thấy tự tin hơn, để tránh tình trạng mọi người vượt khó mà không có ai được bầu bạn và chia sẻ. Và cái cuối cùng nữa là văn hóa sẽ giúp cho cái môi trường lành mạnh để anh chị em mở lòng, anh chị em kết nối và sẻ chia những kiến thức mà mọi người, ai đó đều có những người thầy, người bạn học hỏi lẫn nhau. Mà đôi lúc nếu không có một môi trường văn hóa cởi mở thì những kiến thức đấy họ chỉ giữ trong lòng mà không bao giờ nói ra. Thì đấy là những điều mà chúng ta hướng tới cái gọi là tư tưởng về xây dựng văn hóa. Với ngành dược thì Thọ cũng không có khác gì so với các công ty khác, bởi vì nó phụ thuộc vào các giá trị cốt lõi. Ngành dược thì có một giá trị vô cùng quan trọng, đó là chất lượng sản phẩm phải đặt lên hàng đầu. Và cái giá trị mà bên Viễn Bằng xây dựng đó là chất lượng thật. Ở đây tất cả là phải hiệu quả thật. Người bệnh dùng phải cải thiện được cái bệnh lý mà mong muốn người bệnh muốn dùng, chứ không phải là nói ra một sản phẩm mà không có cải thiện. Thì đấy là cái điều cương quyết mà Thọ đã làm. Kể cả những sản phẩm không có chất lượng thì lập tức có thể chúng ta phải ăn đi lại. Còn có chất lượng rồi thì chúng ta lắng nghe khách hàng để cải tiến liên tục trong quá trình gọi là sản phẩm đưa ra thị trường. Thì đấy là một cái gọi là giá trị lõi mà trong ngành dược phải đặt lên hàng đầu. Cái thứ hai, vì ngành dược đó là lắng nghe những tâm tư, những nguyện vọng, những cái mong muốn và đôi lúc là cái tinh thần, thì bên Thọ đã xây dựng ra một cái văn hóa đó là dịch vụ khách hàng tận tâm. Khi chúng ta định nghĩa từ dịch vụ khách hàng tận tâm thì chúng ta phải rất rõ đó là chúng ta làm từ cái tâm của mình, từ cái gọi là cho đi trước. Chúng ta phải làm khách hàng hài lòng như kiểu chúng ta đang nói chuyện với người thân của chúng ta, thì lúc đó chúng ta mới giúp khách hàng mở lòng và chia sẻ. Và Thọ rất tự hào với đội nhóm của mình, các anh chị và các bạn đã làm cái việc đấy rất tốt. Và mọi người sẽ luôn luôn nhớ đến, có khi mọi người mong muốn được nói chuyện với người A, người B, mà không phải là gọi đến tổng đài, mà chỉ cần muốn nói chuyện với người A, người B, tôi hỏi chuyên môn người A, người B. Thì đấy là những điều mà văn hóa nó tạo ra cái việc đấy, và mọi người đã phát huy cái việc đấy. Và cái cuối cùng nữa là trong quá trình mà xây dựng văn hóa, một cái điều mấu chốt quan trọng lớn nhất là nó xuất phát, xây dựng văn hóa không phải là từ một người lãnh đạo, mà cả tập thể cần phải vào để tạo ra một thói quen chung. Và muốn xây dựng văn hóa thì chúng ta phải đi trong một giai đoạn nào đó, thì chúng ta sẽ đi từ cấp lãnh đạo cho đến cấp chung. Nhưng có những giai đoạn nào đó thì chúng ta phải đi chiến lược ngược, đó là phải đi từ người bảo vệ cho đến tất cả người lãnh đạo. Thì lúc đó chúng ta mới tìm ra được cái điểm chung trong cái hệ tư tưởng, tránh tình trạng chúng ta có một điểm xuôi như này và nó xuôi mãi thì nó không tới, nhưng ngược mãi thì nó lại tạo ra khoảng cách. Thì đấy là điều mà Thọ đã 12 năm vừa qua, Thọ đã ứng dụng rằng là giai đoạn nào Thọ sẽ nằm xuôi, giai đoạn nào Thọ sẽ nằm ngược, và đến lúc nào đó nó có sẽ có điểm chung. Và xin chia sẻ với toàn bộ anh chị cái kỹ thuật nhỏ để ứng dụng cái văn hóa. Xin cảm ơn ạ. Dạ vâng, em xin cảm ơn anh Thọ ạ. Và xin tất cả các anh chị hãy dành thật nhiều số 9 vào ô chat để cảm ơn sự chia sẻ của anh Thọ ngày hôm nay ạ. Và hai câu trả lời vừa rồi thì chắc là sẽ rất là tâm đắc để cho anh Thành có thể là có những cái định hướng cho doanh nghiệp của mình. Và nếu như anh cần những buổi chia sẻ sâu hơn và đi thực tế hơn thì
thì chúng ta sẽ để lại vào ô chat số điện thoại để các bạn BDC biết. Và bên BDC đang có những chương trình code cho doanh nghiệp, thì các anh chị FOH cũng sẽ hỗ trợ. Và mong rằng là sẽ được gặp anh vào một ngày khi mà hết giãn cách thì sẽ được gặp trực tiếp để chúng ta cùng chia sẻ với nhau sâu hơn anh nhé. Và bây giờ Như đã thấy hai cánh tay đã giơ lên, thì bây giờ Như sẽ mời chị Phạm Thị Thu Hà đã. Em mời chị Hà bật mic lên và sẽ hỏi những cái câu hỏi mà mình đang chuẩn bị cho tất cả các anh chị tối hôm nay ạ. Em mời chị. Xin chào các anh chị về đội FOH và đặc biệt là chào chị Trang. Hôm nay có một buổi chia sẻ rất là thành công ạ. Em cũng đã biết chị Trang rất lâu rồi, bởi vì cũng tham gia rất nhiều khóa học của BDC rồi. Thì em cũng có một câu hỏi mà thực ra em cũng trăn trở từ rất lâu rồi. Đấy là khi mà mình xây dựng cái văn hóa doanh nghiệp và giá trị cốt lõi, tức là bên công ty em là mình mới xây dựng được giai đoạn ban đầu thôi, tức là mình mới hình thành được thôi. Thế thì để khi mà chị có thể chia sẻ sâu hơn là các bước để khi mà mình đã có hình thành rồi thì mình làm thế nào để các bước để đi vào một cái văn hóa của doanh nghiệp để cho các bạn ấy có thể là cùng đồng sức đồng lòng để tạo nên một cái văn hóa doanh nghiệp tốt nhất, đúng không ạ? Chị có thể chia sẻ sâu hơn phần này đúng không ạ? Dạ. Cảm ơn chị rất nhiều. Cảm ơn chị Hà. Rồi chị mời Lê Trang. Dạ, cảm ơn chị Hà. Đây là một cái câu hỏi rất là hay. Và cũng nhờ chị hỏi cho nên là em mới có dịp em chia sẻ, chứ thật ra là phần này lại bị sốc đấy ạ. Và việc mà khi mà mình đã hình thành được, mà mình đã gọi tên được những cái giá trị văn hóa mà bên mình cần phải làm rồi, thì cái việc tiếp theo đó tính là việc tuyên truyền và đào tạo. Và chính vì là văn hóa, hồi nãy anh Dũng với lại anh Thọ có nói, văn hóa doanh nghiệp không phải là mình xây ra là nó sẽ có liền, mà nó sẽ xây từ nhiều năm, và nó đòi hỏi sự kiên trì bền bỉ, đào tạo và truyền thông liên tục. Nó đến từ tuyên truyền và cả hành động. Và với cái nội bộ của bên em, thì từ cái ngày mà em lập ra được 8 cái giá trị cốt lõi này, thì bắt đầu việc đầu tiên tức là mình viết nó ra và mình ghi nó lên bảng. Và khi mà em ghi lên bảng thì các bạn nhân sự sẽ có một cái gọi là phản ứng là ủa cái gì vậy, viết cái gì, kiểu mấy bạn cũng hơi cảm thấy nó có sự sáo rỗng trong đó, nó hơi có sự kỳ lạ trong đó, nó hơi có sự phản ứng trong đó. Nhưng mà bắt đầu trong những cái buổi mà mình họp, trong những cái buổi họp hàng tuần với đội ngũ, hàng tháng với đội ngũ, thì bắt đầu em dành khoảng 70-80% em sẽ nói về tư duy và nói về những cái giá trị cốt lõi. Ví dụ như hồi nãy em có chia sẻ đó, các bạn đi trễ lần thứ nhất, lần thứ hai, lần thứ ba, lần thứ tư, các bạn bị đuổi, các bạn bị sa thải, các bạn không còn phù hợp với cái văn hóa ở đây nữa, thì em không có nói sâu về cái vấn đề là các bạn sẽ bị phạt ra sao, mà em sẽ nói sâu về cái vấn đề là các bạn nó thể hiện cái giá trị trách nhiệm của bạn với công việc và với bản thân các bạn. Khi mà các bạn đi làm trễ thì cái hậu quả dẫn đến đó chính là các bạn không hoàn thành công việc tốt. Cái thứ hai, các bạn để dồn công việc cho đồng đội của mình. Cái thứ ba là các bạn để đình trệ công việc, ảnh hưởng đến khi mà cái khách hàng tới với mình, mình không có sản phẩm để mình đáp ứng cho khách hàng ngay lập tức. Và nó đi ngược lại với cái giá trị phục vụ của bên mình, đó chính là sự tiện lợi và sự nhanh chóng. Thì chỉ cần một cái hành vi thiếu trách nhiệm trong việc giờ giấc thôi đã là một cái hành vi rất rất là ảnh hưởng đến hệ thống rồi. Cho nên là thay vì em tập trung vào cái việc là bạn bị phạt, bạn làm sai cái này, bạn bị phạt cái này, thì em sẽ nói nhiều hơn về cái ý nghĩa của hai chữ trách nhiệm, rồi sau đó mới lồng ghép vào cái câu việc nè, trách nhiệm đó nó đi, đó là lý do tại sao mà chị đưa ra cái nội quy là đi trễ như thế này, không phải để lấy tiền các bạn, không phải để cố tình phạt các bạn, mà để cho các bạn thể hiện được cái năng lực trách nhiệm của mình và sự tôn trọng của các bạn khi các bạn đi làm với tổ chức. Thứ hai nữa là trong cái dịch, mùa dịch này, khi mà có khoảng 2 đến 3 tháng là đội ngũ bên em không có hoạt động được, thì tất cả các bạn đang ở nhà, thì chính nhờ cái văn hóa doanh nghiệp này giúp cho các bạn có cái để các bạn làm và các bạn không bị xuống tinh thần. Đó là em thường hàng tuần là họp Zoom, và bắt đầu thứ nhất đó là cho các bạn đọc sách. Mỗi tuần một cuốn sách, mỗi tuần một quyển sách, thì cho các bạn review. Thứ nhất là cho các bạn review sách, cái thứ hai là các bạn nói lên một cái điều tâm đắc nhất của các bạn trong cái quyển sách đó, và bắt đầu em lồng ghép những cái điều tâm đắc của các bạn vào những cái giá trị cốt lõi. Thì hầu như những cái quyển sách
Ví dụ như là tôi đi buổi sáng trên đường băng hoặc là đất nhân tâm, thì tất cả những cái quyển sách đó nó đều hướng con người đi đến sự chủ động, sự tích cực, sự trung thực, sự trách nhiệm, sự đoàn kết, sự yêu thương. Thì tất cả những cái điều đó mình lồng ghép vào 8 giá trị cốt lõi, dựa trên nó kết hợp giữa sách vở, giữa thực tế, giữa công việc. Và lúc này cái 8 cái giá trị cốt lõi của mình đưa ra nó không còn là sự sáo rỗng, nó nằm trên tường nữa, mà nó nằm trong sách vở, nó nằm trong sự hiểu biết, và nó nằm trong thực tế bản chất công việc của các bạn đang làm. Thì từ từ mình cứ nói đi nói lại, lặp đi lặp lại cái điều đó hàng tuần, hàng tháng, hàng năm, thì nó sẽ đi vào cái tinh thần và cái giá trị của các bạn. Văn hóa nó chỉ thuộc thực hiện khi là cái người đó họ có, chứ không phải là mình dạy cho họ, khi mà họ tự ngộ ra và họ đi làm theo. Thì đó chính là cái quy trình mà bên em xây dựng cái văn hóa doanh nghiệp. Nó khá là vất vả, tuy nhiên là khi mà nếu như có được rồi thì mình sẽ rất là hạnh phúc và rất là thoải mái với chị. Dạ vâng, cảm ơn chị Lê Trang rất nhiều, bởi vì bản thân công ty em cũng có một cái mà đấy là các bạn ấy rất hay đi muộn, mà mặc dù là các bạn sẵn sàng, các bạn ấy sẵn tiền, các bạn ấy sẵn sàng các bạn trả tiền, ví dụ như là 20.000 cho 5 phút chẳng hạn, nhưng các bạn ấy sẵn sàng các bạn ấy trả tiền luôn, nhưng vẫn đi muộn bình thường. Đấy cũng là một vấn đề là rất là lớn mà em cũng chưa biết cách nào để xử lý luôn. Thì em sẽ giúp chị Hà có một cái góc nhìn mà sâu sắc hơn, và em sẽ mời ở trên màn hình thì bây giờ em đã thấy anh Đề, và em sẽ mời anh Đề là đội FOH Hà Nội sẽ chia sẻ với chị một cái góc nhìn về chuyện là phạt và thưởng trong cái câu chuyện đi trễ về sớm của nhân viên nhé. Em mời anh Đề. Vâng, xin cảm ơn cái câu hỏi của bạn Hà rất là gọi là trực quan đấy. Và cảm ơn ban tổ chức em Minh Như, rồi là cái chia sẻ của em Trang hôm nay làm một cái nền tảng rất là tuyệt vời cho một cái chủ đề cũng như là rất là cơ bản cho các cái doanh nghiệp các anh chị đang ngồi đây. Thì mình cũng phải nói rằng là cái câu hỏi bạn cũng hơi bất ngờ, vì là cái tình nó gọi là tình tiết này thì không phải nhiều. Thì là đối với con người thì mỗi ai thì tư tưởng tinh thần, và hai nữa là về cái vật chất mà người ta thực hiện một cái vấn đề gì đó. Thế thì bây giờ là quan trọng là mình phải làm rõ được cái tưởng cũng như là mục đích ý nghĩa. Bất kỳ một cái công việc nào mình đưa ra. Tại vì ở đây là chính là chúng ta không làm rõ cái mục đích của nó, cho nên là nhân viên họ hay bị hiểu lầm. Đấy. Cái ý nghĩa của cái việc này chúng ta đưa ra làm gì? Và chúng ta đều phải hướng đến cái giá trị cho họ, cho người lao động cũng như là cho đội nhóm. Khi mà mọi người hiểu thực sự được cái vấn đề này rồi thì cái sự đồng lòng ấy, cái sự nhất trí nó sẽ từ ở bên trong của họ, nó thôi thúc từ bên trong, nó chuyển hóa từ cái ý thức vào cái thành cái thái độ và cái hành động, và nó lập trình cũng như là cái mong muốn của họ. Thì đây có lẽ là chúng ta phải làm tốt, cũng giống như ban nãy là Lê Trang có nói là cái quy trình là phải truyền thông. Thì trong truyền thông ấy, thì phải nêu rõ được cái mục đích ý nghĩa của cái sự việc mình làm để làm gì. Nếu như chúng ta không làm được cái điều đó mà nửa vời mà không rõ được ấy, thì rất có thể nó sẽ phát gọi là tác dụng ngược. Đấy, giống như là một cái gọi là hơi thành cái trò chơi ấy. Và chúng ta là người thiết kế game, chúng ta là người làm chủ cuộc chơi. Thì thay vì nếu như để nhân viên mà người ta lại biến thành cuộc chơi ấy, thì đấy là chúng ta là bị phản tác dụng. Đấy, cho nên cái điều này nó cũng không nặng lắm, nhưng mà tuy nhiên thì cũng là một cái trải nghiệm mà cũng cần phải rút kinh nghiệm đấy để làm tốt hơn. Thì theo mình là bạn chỉ cần làm kỹ cái phần mà nêu ra mục đích ý nghĩa của cái việc này. Kỳ một việc nào của doanh nghiệp chúng ta nêu ra cũng đều phải đưa ra mục đích ý nghĩa trước, sau đó là phương pháp để thực hiện, phối hợp để thực hiện và đối tượng thực hiện,
cũng như là các nguyên tắc để thực hiện cái việc đó như thế nào. Thì bạn làm như vậy về mặt quy trình thì mình nghĩ là chắc chắn là sẽ rất là tốt. Với những cái năng lượng và cái tư duy của bạn Hà thì mình quan sát rồi là một cái người mà rất là cái tố chất tuyệt vời. Mình tin rằng là trong như này và giao lưu như này thì chắc chắn là nếu mà bạn là cái người mà action ấy, chúng ta tiến hành ngay thì tôi tin rằng sẽ có kết quả ngay. Xin cảm ơn ban tổ chức và xin cảm ơn xin trả lại cái không khí lại cho ban tổ chức ạ. Xin cảm ơn. Em xin cảm ơn anh Tiền và chắc là hai câu trả lời vừa rồi thì đã giúp cho chị Hà thấy được rằng là mình sẽ phải có điều chỉnh ở trong cái nội quy cũng như là quy định của văn hóa doanh nghiệp của mình chị ha. Và bây giờ trên màn hình thì Như đã thấy là có một cánh tay của anh Phúc đã giơ lên. Nhưng mà để cho buổi hôm nay thì chúng ta sẽ có được nhiều câu hỏi và nhiều cái sự trả lời của các anh chị FOH hai miền, thì Như xin mời tất cả các anh chị có thể bấm vào ô chat thật nhiều số 7 để cho các anh chị có thật nhiều năng lượng. Và năng lượng thì chúng ta sẽ tích cực và sẽ gần với nhau hơn và đến với nhau để chia sẻ với nhau những cái điều mà chúng ta học hành và sẽ được với nhau nhiều hơn ạ. Và bây giờ Như xin mời anh Ngô Văn Phúc ạ, xin mời các bạn trong phòng Zoom có thể hỗ trợ để anh được mở mic ạ. Và em xin mời anh. Xin chào bạn Lê Trang, bạn Mỹ Như và chào tất cả biệt đội giải cứu doanh nghiệp FOH. Đây là lần đầu tiên sau hai buổi tham gia chương trình của PDC thì hôm nay Phúc tham gia cái diễn đàn tuyệt vời. Mình không nắm được cái lịch này, vừa dở lại cái thầy Trọng vừa nhắn hay là vào nó muộn, giai đoạn đầu không nắm được nhiều thông tin, nhưng mà mới nghe được khoảng hơn 10 phút thì mình thấy là rất là xúc động với cái sân chơi của các cái doanh nhân Việt Nam mà sẵn sàng chia sẻ. Thông thường là người ta hay giấu nghề, thế mà ở đây là chúng ta lại sẵn sàng trợ giúp biệt đội giải cứu. Cái tên nó rất một cái sức mạnh rất là tuyệt vời, thể hiện cái tinh thần đoàn kết của người Việt chúng ta. Và nếu được tham gia vào sân này thì là tôi sẽ thấy rất là hạnh phúc, rất là tuyệt vời. Và cũng rất mừng là ở đây có hai người bạn người em. Một là bạn Vũ Đề, xin chào Vũ Đề nhá. Mới xem được lâu quá không gặp đấy. Anh em biết nhau rồi nhưng mà mới biết được các bạn là bạn Đề và Triều là bạn Trung đó. Bạn Trung Phúc nhá. Chào em. Vui quá, thấy được những anh em, những chiến hữu của mình đã vào sân chơi này nhiều năm rồi. Và mình lại càng tự tin, đặt niềm tin rất lớn vào chương trình của PDC, cho chương trình cải tổ lại các cái hệ thống doanh nghiệp của mình. Thì trước hết là cũng xin trao đổi với các bạn ở trong diễn đàn của mình. Thì mình làm doanh nghiệp cũng khá lâu rồi. Mình tên là Ngô Văn Phúc, mình ở Ba Vì, Hà Nội. Làm doanh nghiệp mà được, nếu gọi là vào nghề kinh doanh là được 30 năm rồi. Từ cái lúc luật doanh nghiệp nó còn chưa ra đời, chập chững đi vào và cũng rất tâm huyết với tất cả mọi cái chương trình phát triển cho bản thân. Nhưng đúng là mình cũng được học đào tạo cũng khá nhiều liên quan đến lĩnh vực quản trị kinh doanh. Và hiện nay thì cái hoạt động chính của mình là nó nằm ở một cái việc, một là mình trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo đang có cái hệ thống trường các bậc học phổ thông từ mầm non đến trung học phổ thông tới cấp 3 đấy. Và thứ hai là một cái khu học tập và trải nghiệm và cùng với một cái khu resort, nó có cái chức năng học tập trải nghiệm và một số chức năng khác. Và thứ ba là cái lĩnh vực về xây dựng cơ bản, tức là mình nhận bao thầu xây dựng các công trình xây dựng. Thì làm lĩnh vực xây dựng thì mình làm được từ năm 94, còn giáo dục thì làm từ năm 2007. Cái lĩnh vực trải nghiệm thì mới thực hiện vào đây.
Và xin chia sẻ cá nhân để làm quen với tất cả các bạn trong diễn đàn, để mỗi tuần chúng ta đã có những niềm vui khi được gặp những chiến hữu của mình. Cho Phúc được đặt vấn đề hỏi thế này. Mình rất là băn khoăn vấn đề về văn hóa doanh nghiệp, và cái từ khái niệm văn hóa doanh nghiệp thì mình biết được đến rất sớm và cũng đã đọc, đã học để áp dụng nó vào trong cái doanh nghiệp của mình. Nhưng đúng là vì doanh nghiệp nó không bài bản nên là quyết tâm công sức gắng rất nhiều năm. Từ năm 2007 mình đã đưa trên các chương trình giáo dục kỹ năng sống, bỏ cũng rất là nhiều tiền chi phí ra để nâng tầm cái đội ngũ của mình lên, và cũng duy trì cũng được một vài cái nét cơ bản về văn hóa. Mình cảm nhận được là các cá nhân cũng như tổ chức khi đến tham quan làm việc với cái đội ngũ của mình thì họ đều đánh giá rất cao, một là cái tinh thần, cái thái độ và trách nhiệm của công việc. Tuy nhiên thì đến PDC thì mình thấy rằng là hóa ra là mình đang làm một cái văn hóa tương đối là hỗn độn. Từng hỗn độn, nó không phát huy được cái giá trị cho doanh nghiệp nhiều, cho tổ chức nhiều, là nó mang tính sự vụ. Mình đưa rất nhiều cái nội dung, các cái giá trị lồng ghép ở trong đó. Và nhưng đề cho anh Đề cũng đã biết là cũng Phúc cũng đã áp dụng cái chương trình về đào tạo trí tuệ cho đội ngũ rồi. Thế nhưng đến lúc này thì cái việc mà không có tính hệ thống như PDC đã nêu thì là đúng là một điểm rất là yếu. Và trong đó có cái mảng văn hóa của doanh nghiệp mình. Văn hóa bây giờ nó cũng khá là tạp nham. Và cùng với cái việc công nghệ thông tin nó tấn công đa chiều ở nữa, thành ra là hiện nay doanh nghiệp cũng không định được là cái điểm văn hóa doanh nghiệp của mình nó nằm ở cái mốc nào nữa. Nó nhìn lúc thì nó hiện, lúc thì nó ẩn. Và cái kết quả của các cái mối quan hệ của đồng đội, tức là trong nội bộ, cũng chưa thể có một cái môi trường nó bình yên. Nghe có vẻ là bình yên, nếu khách đến thì là các cháu là rất ngoan, nhưng mà khách đi rồi các cháu cũng sẵn sàng là lại mất hết ngoan ngay. Đấy, một cái ví dụ rất là hài hước là như thế. Hay là cái mà để chung sức, cái sức mạnh của đoàn kết ở trong doanh nghiệp để tạo sức mạnh thì lúc thì nó có, lúc nó không, nó theo cái cảm xúc nhiều. Đúng là mình thấy được là cái văn hóa nó tạo giá trị doanh nghiệp, nhưng mình cũng phải nói là chịu rất là nhiều cái thiệt thòi cho doanh nghiệp từ cái lúc mà quyết tâm làm văn hóa. Mọi người cũng đồng lòng, anh em xung trận nhanh, tích cực lắm. Thế nhưng khi đạt được thành quả thì đúng là không đạt đúng cho do mong đợi. Bây giờ đến giờ phút này thì là nó đang rất là mông lung cho việc về văn hóa, xây dựng văn hóa doanh nghiệp. Bây giờ muốn để cho các anh, các chị, các bạn mà chúng ta đã thành công rồi, ví dụ như chia sẻ của bạn Đức Thọ, bạn đã làm văn hóa hơn 10 năm nay rồi, hay là anh Dũng cũng nói lúc nãy thì rất là tuyệt vời về cái giá trị của văn hóa mang lại cho sự tồn tại phát triển doanh nghiệp. Thì mình đặt câu hỏi thế này, bây giờ cái bối cảnh thực của mình như vậy thì bây giờ cái trình tự bắt đầu và cái giải pháp nó cái cách thức để lập lại, tức là thiết lập lại nó như thế nào, để nó không phải là từ đầu, không phải bắt đầu, mà nó có rồi nhưng nó lại mông lung và nó rất là mênh mông, bây giờ không biết sắp xếp trật tự cái gì làm trước, cái gì làm sau. Thì xin anh em đội FOH xin chia sẻ và trợ giúp cho Phúc trong vấn đề này. Xin cảm ơn tất cả các bạn. Dạ, em cảm ơn câu hỏi của anh Phúc. Và để trả lời cho câu hỏi của anh Phúc thì em sẽ xin mời anh Dũng. Anh Dũng là một người học BDCA về và áp dụng văn hóa rất là sâu sát và làm rất là triệt để cho doanh nghiệp của mình. Và em xin mời anh Dũng sẽ chia sẻ góc nhìn của mình cho anh Phúc ạ. Em xin mời anh. Cảm ơn anh Phúc với một cái chia sẻ rất là tuyệt vời, với lại cả hơn 30 năm kinh nghiệm xây dựng doanh nghiệp thì chắc chắn là anh Phúc sẽ chia sẻ được rất nhiều cái kinh nghiệm thực chiến, những cái bài học. Và ở đây thì đặc biệt là biết ơn anh Phúc đã chia sẻ rất là chân tình, bởi vì là rõ ràng rằng là trong một doanh nghiệp, kể cả bản thân em cũng vậy thôi, và em tin chắc rằng là tất cả chúng ta đều gặp những khó khăn. Mặc dù chúng ta có thể nói thì nó có thể là có vẻ như là nó toàn vẹn, nhưng thực tế thì chắc chắn là trong đó chúng ta vẫn khó khăn. Bản thân doanh nghiệp của em nó cũng còn gặp khó khăn. Tuy nhiên, mỗi doanh nghiệp thì có những khó khăn khác nhau, và
ở đây thì em có vừa về lý thuyết ấy, thì em xin phép không chia sẻ nhé. Bởi vì ví dụ như là các bước để mà xây dựng một cái văn hóa doanh nghiệp thì gần như là ai cũng nắm được hết. À, và chắc chắn là anh Phúc thì nắm được cách đây thậm chí là vài chục năm rồi. Từng bước ví dụ như là chúng ta đầu tiên là chúng ta phải định viết ra được là bao nhiêu giá trị, rồi chúng ta phải định nghĩa, xong là chúng ta đem vào chúng ta áp dụng và chúng ta đưa nó vào game, các cái game thì gần như là ai cũng biết. Nhưng mà ở đây là em vừa có nghe thấy anh Phúc có chia sẻ là chính có những lúc thì nó bập bõm và nó không có là một cái sợi dây liên kết. Thì ở đây văn hóa doanh nghiệp ấy, ví dụ như bên em ấy, thì em hôm trước thì em có họp hội đồng quản trị công ty em và em mọi người chia sẻ với nhau như thế này, em xin phép được chia sẻ lại. Ngày hôm nay của chúng ta là chúng ta đang dựa vào sản phẩm, chất lượng sản phẩm là một. Thứ hai là những cái gì mà nó liên quan đến cái giá trị thực của doanh nghiệp là trong đó chất lượng sản phẩm này, rồi là chúng ta mang đi, mang tới cho khách hàng nó là cái gì, và chúng ta kiếm được tiền từ đó, doanh nghiệp chúng ta được thu nhập từ chất lượng sản phẩm chúng ta. Nhưng mà về xu hướng thì đối với chủ doanh nghiệp thì bọn em có thảo luận là nếu trong vòng 5 năm nữa mà chúng ta không chuyển đổi được từ cái hữu hình này sang cái vô hình, đó là cái văn hóa doanh nghiệp của chúng ta, thì rất có thể chúng ta sẽ bị đánh bại. Bởi vì là cái hữu hình thì ai cũng có thể bắt chước được, nhưng cái vô hình thì gần như không thể bắt chước được. Đó. Thì bọn em có xác định được cái mục tiêu đó. Và để làm được điều đó thì nó phải có cái sự xuyên suốt từ cái mục tiêu tổng thể của công ty đi xuống. Chứ nó không tách rời là cái phần bài toán là bài toán văn hóa doanh nghiệp không, mà nó liên kết toàn bộ từ mục tiêu đi từ trên xuống dưới. Trong đó thì đặc biệt chú ý là cái người chủ doanh nghiệp, cái người lãnh đạo doanh nghiệp. Ví dụ như anh Phúc vừa có chia sẻ là các bạn trong công ty thì lúc thì có vẻ là bình yên nhưng mà lúc khi thì lại không bình yên. Thì như vậy thì muốn chia sẻ với anh Phúc là bản thân anh em mình đã bình yên chưa? Đó. Nếu mà anh em mình là chủ doanh nghiệp mà bình yên được thì doanh nghiệp nó sẽ có xu hướng bình yên. Đấy là cái góc nhìn của em ạ. Còn nếu bản thân chúng ta còn đang rất là đang còn phải thăng trầm đi lên đi xuống thì chắc chắn doanh nghiệp cũng sẽ thế thôi, nó cũng như vậy thôi. Và đây có những cái chia sẻ là như thế này nữa, chúng ta là chủ doanh nghiệp thì thông thường chúng ta hành động rất nhanh và chúng ta làm gấp 5, gấp 10 lần những nhân sự chúng ta, thì chúng ta cũng phải cần phải chậm lại để chờ đồng đội chúng ta. Bởi vì em có đọc sách rồi là đi học thì lãnh đạo là dẫn dắt. Và nếu người làm thuê mà người ta làm bằng chúng ta thì người ta cũng đi làm chủ rồi. Chứ người ta không có đi làm thuê chúng ta nữa đâu. Người ta không phải đồng đội chúng ta. Và cái này nó phụ thuộc vào có ba cái yếu tố. Hôm trước em có chia sẻ trong cái chương trình cùng với các anh chị trong cái chương trình mô hình kinh doanh ấy. Thì em xin phép được chia sẻ độ khoảng một phút nữa cùng anh chị và em xin phép share màn hình. Ở đây. Dạ. Các anh chị có nhìn thấy cái màn hình chưa? Anh Phúc nhìn thấy màn hình của em chưa? Có, mình nhìn thấy rồi. Tuyệt vời. Em sẽ chia sẻ nhanh cái phần này. Thứ nhất thì cái mô hình tài chính thì em chưa nói, bởi doanh nghiệp thông thường thì nếu mà doanh nghiệp nhỏ thì nó sẽ chưa liên kết đến phần này nhiều. Nhưng mà một doanh nghiệp, bất kỳ một doanh nghiệp nào thì cũng phải có mô hình kinh doanh. Và ở đây thì nó phải liên kết được từ sứ mệnh, tầm nhìn, chiến lược, kế hoạch, mục tiêu và chỉ tiêu. Đến thứ hai là hệ thống quản trị, bao gồm phòng ban công ty, nội quy, quy chế, quy trình, các mục tiêu quản trị để chúng ta thực hiện một doanh nghiệp. Và tiếp đến cuối cùng mới là cái vấn đề chúng ta thực thi. Thì nếu chúng ta thực hiện được tốt cả ba cái này, ba cái tầng này, và nếu những doanh nghiệp mà lớn hơn mà có thêm cả mô hình tài chính vào nữa, thì chúng ta sẽ có một cái doanh nghiệp trọn vẹn. Và như vậy thì các hệ thống mục tiêu chỉ tiêu của chúng ta nó mới được thực hiện. Bởi vì nếu chúng ta chỉ có một công cụ, hoặc chúng ta chỉ có mô hình kinh doanh, hoặc chúng ta chỉ có hệ thống quản trị mà hệ thống thực thi chúng ta không tốt thì chúng ta cũng không làm được. Mà nếu chúng ta thực thi rất tốt mà chúng ta không có hệ thống quản trị và không có mô hình kinh doanh thì đến một thời điểm nào đó, nó chỉ khoảng độ 1-2 năm thôi là doanh nghiệp bắt đầu dính vào lủng củng và bắt đầu đụng vào giới hạn và nó không thể vượt lên được. Nó cứ đụng liên tục thì nó đòi hỏi phải tất cả các yếu tố nó phải tổng hòa lại với nhau thì nó mới tạo ra một cái doanh nghiệp. Và như vậy nếu là doanh nghiệp thì khi đó thì ban lãnh đạo công ty sẽ vận hành rất trơn tru và nó không bị ảnh hưởng gì cả.
Nhưng mà đồng thời thì nếu đã có đủ ba bốn yếu tố, ba bốn tầng đó rồi, mà nếu người chủ mà cũng không bình yên và người chủ vẫn là lút thất của doanh nghiệp thì doanh nghiệp vẫn cứ lại gặp khủng hoảng tiếp. Thì đấy là cái thực tế của bọn em, và trong khoảng một năm vừa rồi em đã ngộ ra được rất nhiều thứ. Và chính bản thân em là cái người, tại sao em lại chia sẻ là khoảng 6 tháng một năm trước em cứ đặt câu hỏi là tại em sinh ra để làm cái gì, em làm doanh nghiệp này mục đích để làm cái gì đó, thì nó cũng xuất phát từ những cái trăn trở như vậy. Dạ, xin cảm ơn anh Phúc rất nhiều, xin cảm ơn tất cả các anh chị. Rất cảm ơn Dũng, những chia sẻ rất tuyệt vời. Mình cảm nhận lúc Dũng chia sẻ được riêng cái việc mà thay đổi bây giờ là không phải đi bán sản phẩm nữa, mà bán cái sức mạnh, bán tầm nhìn. Đây cũng là cái điều mình đang ước mơ đấy. Dạ. Mình đang khát khao được việc đó. Chính vì mình cứ dính cái ngưỡng, cứ muốn đưa nó lên cái thì nó lại bị khủng hoảng, nó lại đành phải quay về. Và cái thứ hai là rất là thấm cái câu Dũng nói là mình phải đi chậm lại. Mình khát vọng nhanh, mình muốn chạy bứt phá, chạy nhanh. Nhưng mà vì mình lại không lượng được sức mình. Sức ở đây là không phải sức của cá nhân mình, mà sức của đồng đội mình. Mình cứ chạy nhanh nhưng mà anh em không chạy kịp. Kể cả về nhận thức, tư tưởng, tinh thần cũng như là các cái yếu tố khác mà quân mình không cái. Thì như vậy là mình bắt đầu phải chậm lại. Và chậm lại để điềm tĩnh hơn lại, xem xét lại cái thực lực của mình, đúng không? Để trong đó về mình thấy là cái văn hóa của mình, mình biết là nó là một cái môi trường để cho tất cả các cái điều kiện như Dũng vừa nói trên, để nó nhúng vào trong đó hoạt động. Nó phát triển được hay không thì nó phải có cái nền tảng, cái môi trường là văn hóa. Băn khoăn là cái văn hóa của mình xây mãi mà nó vẫn chưa được, vẫn cứ băn khoăn như thế. Và bây giờ một cái bài học là chậm lại đã. Ông muốn làm tốc chiến tốc thắng, văn hóa không thể xây 1 năm 2 năm được đâu, mà phải xây nhiều năm. Nhưng mà cũng biết điều đó, xây nhiều năm rồi nó vẫn chưa thành. Thêm nhiều năm rồi vẫn chưa thành. Rồi mà để rồi đến PDC các bạn sẽ lại cho một tiếp những cái công thức, những chuẩn hóa nữa để chúng ta có cái lộ trình vào, tức là cái quy trình cho làm. Và một chia sẻ nữa của Dũng thấy được ở phần trên trước là hàng tháng, hàng quý, đúng không? Quý là mình có test lại toàn bộ cái hệ thống này. Đây là cái việc mình chưa làm được. Mình cứ ngẫu nhiên rằng làm xong cái là trồng xuống nhưng mà không chăm bón, không vun đắp nó vào. Nên khi quả nó héo héo hoặc cây nó khô cái mình bảo lại quay lại. Đấy thì là mất hiểu được cái điều đó ra. Không biết mình hiểu như thế có đúng ý của Dũng không nhỉ? Đúng không? Dạ, cảm ơn anh Phúc rất là nhiều. Dạ. Cảm ơn Dũng nhá. Dạ. Xin mời các anh chị khác chia sẻ. Dạ rồi, em cảm ơn câu trả lời của anh Dũng. Và bao nhiêu trong số tất cả các anh chị ở đây vẫn đang còn ở trên Zoom thì hãy chat vào chat thật nhiều số 8 giúp em ạ. Và để thêm một cái sự chia sẻ thêm để các anh chị có nhiều câu hỏi và cũng như là nỗi băn khoăn của mình nha. Thì hiện tại trên màn hình á, thì em đã nhìn thấy chị Trang, là chị Trang có giơ tay lên để hỏi lại đúng không chị Trang? Dạ, các bạn trong phòng Zoom có thể hỗ trợ để chị Trang bật mic lên ạ. Dạ, thì trong lúc chờ đợi chị Trang thì em cũng cảm ơn anh Dũng và tất cả các anh chị em biệt đội FOH ngày hôm nay đã vào Zoom để cùng chia sẻ, cùng lan tỏa những cái giá trị mà chúng ta đang muốn mang đến cho cộng đồng. Trong những chương trình workshop thứ 6 hàng tuần. Và em cũng cảm ơn anh Phúc rất là nhiều, đã vào, đã rất là cởi mở, chân tình và chia sẻ những điều để đội FOH chúng em có thể chia sẻ với anh những góc nhìn và cách làm doanh nghiệp của chúng em. Và bây giờ thì em xin mời anh Vũ Đề ạ. Xin mời anh Vũ Đề có thể chia sẻ một góc nhìn của mình ạ. Em mời anh. Rồi. Xin cảm ơn Mỹ Như và rất là cảm ơn anh Ngô Văn Phúc, đúng là một ông anh ấy, gọi là anh cả ở đây đấy. Cũng là duyên anh em gặp nhau, cũng đến bây giờ là cũng gần 5 năm rồi. Cũng dõi theo một phần trong cái hành trình, và anh Phúc là một người rất là thành đạt. Thực ra là đối với đề thì rất là ngưỡng mộ anh Phúc. Vì cái điềm đạm và cái hiểu biết cũng như là cái sự khiêm nhường của anh, là những cái đạo đức đấy
nó cũng là cái vô giá như vừa rồi mà anh Dũng có chia sẻ. Những cái vô giá và cái vô hình ấy, nó không ăn trộm được, không ăn cắp được. Nhưng mà những cái hữu hình ấy, của cá nhân hay là của doanh nghiệp thì có thể bị sao chép. Thế thì quay trở lại cái câu hỏi của anh Phúc là cái trăn trở nó rất chính đáng. Thì thưa với anh rằng là đề cũng trao đổi ngắn thế này thôi. Chính cái môi trường PDCA ấy, các cái chương trình học ấy, thì phải nói rằng là bản thân em đến với PDCA là lúc đầu em cũng gọi là chấp tướng, tức là thấy thầy trẻ quá. Thì em thật sự là lúc đầu không tin đâu. Đấy, nhưng thực sự là cứ nghe, cứ cuốn hút và cứ trải nghiệm thì em đã thật sự là rất là ngưỡng mộ và mình hòa vào với PDCA với một cái đội ngũ rất trẻ trung. Thực sự là năm 2015 em đã được đến và vừa rồi 2020 em quay trở lại, tức là cuối 2022. Và với cái câu hỏi của anh ấy thì bản thân trước đây em cũng đã từng hỏi và khi biết được cái điều này nó chỉ em nghĩ là trong cái buổi chia sẻ đấy lúc đó nó chỉ chưa được 30 phút đâu thì em đã vỡ òa, vì rằng là trong cái bất kỳ một ai hoặc là để vận hành doanh nghiệp một người lãnh đạo thì đều có đi theo các cái cấp độ về mặt lãnh đạo và quản lý. Thì trong cái chương trình của tự động hóa doanh nghiệp ấy có một cái bài 5 cấp độ quản lý. Thì em thấy rằng là cái này là nó rất là cho em và em dùng nó và em quy chiếu vào tất cả các hoạt động của em thì em thấy rằng mình lỗi ở đâu, mình thiếu ở đâu biết ngay. Thì cái tư duy và cái mô hình mà anh Dũng vừa đưa ra nó cũng là một cái góc nhìn mà phải nói cũng và mang tính là chiến lược. Và trong cái bài học của thầy Hoàng Đình Trọng thì em thấy là 5 cấp độ quản lý bao gồm: một là cái cấp độ quản lý về bản thân. Đấy, cái điều này thì nói là anh Phúc quá hiểu rồi. Bản thân mình thì là quản lý những cái thứ gì? Cảm xúc, rồi sức khỏe, rồi gia đình, rồi quan hệ, rồi tiền bạc, rồi công danh sự nghiệp, v.v. Thứ hai là cái cấp độ về công việc, tức là cấp độ quản lý công việc. Và thứ ba là cấp độ về quản lý con người. Cấp độ thứ tư đó là cấp độ quản lý về hệ thống. Và cấp độ 5 chính là quản lý về mục tiêu. Thế thì đã là chủ doanh nghiệp và tầm như anh Phúc là chủ tịch hội đồng quản trị của những cái trường lớn như vậy đấy, và những cái doanh nghiệp dự án khác của anh để xây dựng cũng rất là lớn, thì rõ ràng anh chỉ có quản lý mục tiêu thôi. Anh muốn là năm nay là mục tiêu anh sản lượng là bao nhiêu, doanh số bao nhiêu, phát triển là như thế nào, phân khúc ra sao. Nhưng mà nếu như chúng ta thiếu cái cấp độ 4 là cái hệ thống ấy thì không bao giờ anh đạt được. Và PDCA chính là giúp cho chúng ta xây dựng hệ thống. Đấy, gồm có 12 cái hệ thống mà em cho rằng vô cùng là tâm đắc. Đấy. Và chính cái ngành của bọn em cũng em quy chiếu được ra thì em nhìn thấy là hóa ra tất cả các bạn không lớn được bởi vì các bạn chỉ dừng lại ở quản lý đội nhóm thôi. Các bạn chỉ quản lý với con người thôi, bạn thiếu hẳn cái hệ thống. Thế và như em thì trước khi đến PDCA thì em đã ý thức được là mình cần phải có hệ thống. Nhưng mà em lại đi thuê các cái chuyên gia, họ mang có những cái tài liệu nó dày đến hàng 400-500 trang ấy, trông rất là hoành tráng, đóng bìa rất là đẹp. Họ nhìn họ dở ra là mình nhìn mình choáng, mình bảo là không, cái này thì nó đẳng cấp thế này mà không biết dùng kiểu gì. Hóa ra lúc đó là y như là một cái mang một cái bộ com lê mà mặc cho thằng con nhà mình nó mặc ấy. Thế là nó rộng, nó không vừa. Nên là quay đi quay lại nó vứt ra. Thế thì tương tự như vậy, mình mời các cái chuyên gia mà áp cái hệ thống vào mình nó không dùng nổi. Thì chính là mình phải tự đo lường, tự xây nó lên dựa trên cái bảng tham chiếu mà của PDCA đã dạy cho mình. Và từ cái này em vỡ hòa ra, và khi em nhận ra vấn đề này thì em là người đầu tiên khởi lên một cái gọi là một cái tư tưởng là nhân bản doanh nghiệp về làm labo ra. Và từ đó thì cái hoài bão của em muốn biến ngành rằng Việt Nam trở thành cái làng răng của thế giới, và hoàn toàn em nhân được. Và bây giờ thì đấy chính là cái sứ mệnh cũng như cái tầm nhìn em đang nhìn thấy. Và
mong muốn của em như vậy. Thì cái chia sẻ này thì em tin rằng là nó rất đúng cái mà anh Phúc đang trăn trở, vì nó y chang như em. Thế cho nên là em thực sự là em cũng định thôi rồi, nhưng mà em phải xung phong cái thời khắc này để tranh thủ nói với anh một chút. Thì giờ xin trân trọng cảm ơn anh và cảm ơn ban tổ chức. Dạ vâng, em xin cảm ơn sự chia sẻ của anh Vũ Đề ạ. Và trên màn hình thì em đã thấy chị Minh Tuyết là đội trưởng của FOH Hà Nội đã rơi hen để có thể chia sẻ một góc nhìn của mình đến tất cả các anh chị trong buổi Zoom ngày hôm nay. Em mời chị. Xin chào tất cả các anh chị trong có mặt đến giờ phút này tham gia buổi workshop cùng biệt đội FOH của trường đào tạo doanh nhân PDCA. Xin chào anh Phúc. Bây giờ thì cũng rất là muộn rồi, tuy nhiên về cái câu đặt vấn đề của anh Phúc ấy, em thấy rất là thú vị và anh hỏi rất là chi tiết, thì em nhận thấy rằng là anh là có một cái hệ thống khá là hoàn chỉnh rồi. Tuy nhiên nó mình khi mà mình chưa bài bản thì mình hơi tham nhiều giá trị, có thể là như thế. Thế cho nên là bây giờ anh cũng chưa biết là nên tái cấu trúc lại bắt đầu từ đâu. Thì em cũng xin có một vài cái ý kiến nho nhỏ với anh Phúc như thế này. Anh có thể là trong một loạt những cái giá trị văn hóa mà mình đã mong muốn theo đuổi rồi, có thể có rất là nhiều. Tuy nhiên là về để mà dễ nhớ thì thông thường người ta chọn 5, 7 hoặc là 10 giá trị cốt lõi. Nó chỉ vừa thôi ạ, là một. Cái thứ hai nữa là mình đã có được nhân sự cũng như là cái cán bộ lãnh đạo cấp trung rồi, thì có thể là mình đưa ra khoảng 20 cái list mà cái giá trị mình đã từ trước đến giờ mình thấy cái gì cũng hay. Thế bây giờ mình cũng có thể là mình trọng tâm lại, mình lựa chọn những cái giá trị cốt lõi đấy, sau đấy là mình cũng để cho tất cả những lãnh đạo cấp trung có thể là triển khai rộng được ở nhân viên nữa thì càng tốt, để họ lựa chọn cái giá trị nào mà được nhiều người mà lựa chọn nhất, thì là cái giá trị văn hóa đấy là có thể là dễ đi vào lòng người, và mình cũng phân tích lại xem nó có phù hợp với doanh nghiệp mình hay không là cái lựa chọn. Cái thứ hai tiếp nữa thì có thể là mình có những buổi họp chia sẻ trực tiếp hoặc là Zoom như thế này để mọi người có thể phân tích, ví dụ như là lựa chọn giá trị cốt lõi là trung thực chẳng hạn, thì thế nào là trung thực thì tự mọi người cũng sẽ diễn giải ra, và mình sẽ đúc kết lại được, tổng hợp lại được những cái mà giá trị cốt lõi của mọi người nói lên, thế nào là trung thực, thế nào là trung thực, thì mình sẽ đầu tiên giá trị cốt lõi là trung thực, nó sẽ có diễn giải khoảng tầm 2-3 dòng để cho mọi người từ đấy, là khi mà mọi người tự đưa ra rồi thì mọi người đã là tự ngấm rồi anh ạ. Thì đấy là một trong những cái em chú ý cái câu muốn là biệt đội FOH tư vấn cho anh là bắt đầu từ đâu, thì em thấy là anh có rất là nhiều cái giá trị rồi, bây giờ anh chỉ sắp xếp lại thôi ạ. Thế thì như anh chia sẻ 5 cấp độ lãnh đạo đó, thì rà soát tất cả những cái cấp độ nào mình chưa ổn thì mình có thể tập trung. Tuy nhiên là văn hóa nó là một trong những cái module của các cái tầng hệ thống, thế thì văn hóa thì anh cũng nên sử dụng cái sức mạnh tập thể. Bây giờ mình có ví dụ 20 giá trị, tức là cái giá trị nó sẽ phụ thuộc vào cái người chủ của mình. Tuy nhiên là 20 giá trị đấy anh đều thấy tâm đắc, thì nhưng mà cho mọi người lựa chọn khoảng 5 đến 10 cái giá trị mà thấy tâm đắc nhất, thì mình lấy làm giá trị cốt lõi. Thì về cái văn hóa mà anh Ngô Văn Phúc thì có hỏi, thì em cũng xin tham gia một ý kiến nho nhỏ như thế. Bây giờ thì xin kính chúc sức khỏe tất cả các anh chị có mặt trong buổi Zoom ngày hôm nay. Xin trả lại diễn đàn cho MC Mỹ Như. Dạ vâng, em xin cảm ơn chị Tuyết ạ. Và thật ra thì bây giờ chương trình đã quá cái giờ của mình rồi. Nhưng mà hiện tại thì em đang thấy trên màn hình là hai anh chị đang rơi hen. Và mình em xin được mời tất cả các anh chị có thể là sẽ ở lại để nghe những câu hỏi và chia sẻ tới các anh chị trong buổi tối ngày hôm nay được trọn vẹn. Và em xin mời anh Lộc nha. Xin mời phòng Zoom có thể hỗ trợ anh Lộc ạ. Xin chào tất cả các chị. Thì Lộc rất là ấn tượng với cái văn hóa mà tốc độ, hình như là Lê Trang mới đưa cái văn hóa tốc độ vào cái doanh nghiệp của mình đó. Thì khi mà đưa cái văn hóa tốc độ vào thì nó có gặp những cái thành công và những khó khăn nào không? Ví dụ như mình làm một cái hộp cơm gà thì 5 phút xong, nhưng mà Trang đưa văn hóa tốc độ vào thì 3 phút là làm xong. Nhưng mà 3 phút xong lỡ quên rau hay là quên cái đùi gà hay là thế nào đó, thì Trang có sẽ chia sẻ những cái thành công và những khó khăn, với lại là ví dụ văn hóa có ảnh hưởng đến cái tầm nhìn của Trang không? Ví dụ Trang
cái tầm nhìn là 10 năm là sẽ phủ cơm gà khắp Việt Nam. Nhưng mà khi Trang đưa cái văn hóa tốc độ vào thì Trang sẽ đẩy nhanh là 5 năm là phủ khắp Việt Nam rồi. Thì cái văn hóa sẽ ảnh hưởng tới tầm nhìn của Trang hay là không? Rồi xin cảm ơn. Dạ, rất là cảm ơn cái câu hỏi hay của anh Lộc. Và em xin phép là được trả lời cái phần này. Về cái văn hóa tốc độ đó chính là phục vụ nhanh nhẹn và deadline đúng hẹn. Thứ nhất là cái phần này nó tốc độ nó được lựa chọn ra bởi vì nó nằm vô cái phần yêu cầu gọi là USB. Cái nét đặc trưng cơ bản của cái mô hình kinh doanh bên em đó chính là phát triển tốc độ, là phục vụ nhanh chóng, hướng đến sự tiện lợi. Cái chữ tốc độ ở đây các bạn có hiểu là làm sao để các bạn có thể ra một cái món ăn nhanh nhất có thể cho khách, để khách không có đợi lâu, khách ghé tới trong vòng 3-5 phút là họ có một cái đơn hàng họ đi rất là nhanh. Thì lúc này cái câu chuyện tốc độ nó quay về bên trong, nó quay về câu chuyện là quy trình hệ thống. Thì vậy thì làm sao để khách ghé tới là một bạn đưa bới cơm, một bạn gấp gà, một bạn gấp rau, một bạn đóng gói, một bạn chuyển cho khách rất là nhanh và đi theo một cái quy trình bài bản, là mỗi bạn chuyên môn hóa từng bạn. Thì cái câu chuyện này, cái văn hóa tốc độ nó giúp cho hệ thống chuẩn chỉnh hơn, phân biệt ra được từng cái đầu một công việc để giúp cho cái công việc nó nhanh và nó trơn hơn. Dĩ nhiên là sẽ có một vài cái trường hợp và chính vì nhanh quá dẫn đến cái tình trạng là nó thiếu cái này thiếu cái kia, nhưng mà rõ ràng là mình cũng sẽ cái rút đó chỉ cần là backup là làm sao mình xử lý cái rủi ro đó thôi. Nhưng mà trong cái quá trình mà mình xây dựng cái quy trình để ra món hoặc là quy trình làm việc thì mình cũng đã đề xuất, mình cũng đã lường trước được những cái rủi ro đó, là mình đã có được cái những cái giải pháp để mình hạn chế tối đa cho cái việc rủi ro rồi, và có thì mình cũng đã có giải pháp để xử lý luôn. Còn cái phần mà mở tốc độ ở đây không có nghĩa là phải lúc nào cái gì cũng nhanh. Thế là nhanh bên trong nội bộ của em. Có thể là cái chữ tốc độ ứng dụng qua bên cái doanh nghiệp của bên anh thì anh sẽ ứng dụng theo một kiểu khác, anh có thể là phủ ở bên ngoài. Nhưng về phía bên em thì cái hai chữ tốc độ đó nó đi vào bên trong, nó làm sao là đẩy nhanh cái công việc hàng ngày của các bạn nó lên một cái tốc độ nhanh nhất và hiệu quả nhất, là làm sao ra một cái đơn hàng phục vụ rất tốt nhất, là phục vụ cho cái USB tiện lợi của khách hàng. Cái thứ hai nữa là nói về cái phần mà tầm nhìn sứ mệnh về ảnh hưởng đó, thì chắc chắn là nó sẽ không ảnh hưởng. Khi mà có được cái văn hóa doanh nghiệp đúng thì nó sẽ giúp cho cái tầm nhìn và sứ mệnh của mình đi đúng hướng và tốt hơn. Bởi vì khi mà mình đặt cái sứ mệnh là chăm sóc sức khỏe người Việt thông qua những bữa ăn hàng ngày thì mình sẽ phát triển cái văn hóa đó là văn hóa phục vụ, văn hóa trung thực. Thì trung thực ở đây có nghĩa là mình làm gì mình bán đó, mình ăn cái gì thì mình bán cho khách cái đó, và mình tự tin với cái sản phẩm của mình. Và làm sao em truyền được cái văn hóa là trung thực. Trung thực ở đây ngoài cái ý nghĩa đó là mình bán thật, mình làm thật, mình ăn thật, thì mình còn phải yêu cái sản phẩm của mình nữa. Làm sao mà các bạn thấy được là từng cái quy trình làm việc đó nó hiệu quả, nó rõ ràng, nó áp lực. Tuy nhiên là chính nhờ như vậy các bạn sẽ càng yêu cái sản phẩm của các bạn làm ra, yêu cái thương hiệu của các bạn hơn. Các bạn sẵn sàng mặc cái áo cơm gà và bạn tự hào về cái điều đó. Thì lúc này cái câu chuyện văn hóa nếu mà làm tốt thì cái câu chuyện về tầm nhìn và sứ mệnh mình sẽ đạt được rất là sớm. Còn nếu như không có cái nét văn hóa làm cái bệ phóng phía sau, là cái kim chỉ nam để dẫn đường đi, thì rất là khó để đạt được cái tầm nhìn. Thì đó là những cái chia sẻ mà của em dành cho anh, và không biết là có thỏa mãn được cái câu hỏi của anh không ạ? Rồi, cảm ơn chị. Dạ rồi, cảm ơn Lê Trang, cảm ơn câu hỏi của anh Lộc ạ. Và bây giờ còn một câu hỏi cuối cùng. Em xin mời chị Trang. Chị Trang quay trở lại và với câu hỏi của mình nha. Vâng, cảm ơn chị Như với cả các anh chị. Thực sự là cái này là cái mà mình muốn chia sẻ thì nhiều hơn là hỏi. Tại vì qua những cái chia sẻ của các anh chị vừa rồi, nhất là anh Đề, anh Phúc và cả anh Dũng nữa, thì mình thấy là gần như đúng là như anh Đề nói là nó vỡ hòa đấy. Tại vì mình đã thấy được là khi mà anh nói về cái câu chuyện là truyền thông nửa vời á, và có thể là sẽ bị tác dụng ngược ấy, thì cái này chính là cái mà anh Đề anh đã bắt được cái bệnh của chính
của bên mình rồi. Thực sự là cái này là mình cũng muốn chia sẻ thêm một chút về cái trường hợp cụ thể luôn, tức là cái những cái năng lượng của mình ấy truyền tải đến mọi người thông qua những cái workshop, thông qua những cái buổi đọc sách, cũng giống như cái những cái gợi ý của Lê Trang hoặc là như chị Tuyết vừa rồi có nói á, là những cái chia sẻ đấy thông qua những cái hoạt động của công ty và những buổi workshop hàng tuần này, rồi những buổi đọc sách hàng tuần đấy. Thế nhưng mà nó không được làm rõ cái mục tiêu và cái ý nghĩa của những cái buổi đấy, thì nó cũng trở thành là một cái rõ ràng tạo ra sức mạnh ấy, mà cái này nó không có được cái rõ ràng. Tức là từ ở cái góc độ mình thì mình nhận rõ những cái giá trị mà mình muốn truyền tải, nhưng mà khi mà không phải là mình mà mình lại giao cho bên hành chính nhân sự, mà hành chính nhân sự thì lại không nắm được về cái nghề của mình. Cái nghề của mình là nghề thiết kế, nghề quy hoạch, với cả nghề ấy thì nó có những cái giá trị khác mà anh em kiến trúc sư người ta hiểu, nhưng mà về hành chính nhân sự người ta không hiểu. Thì đến lúc mà khi mà quay ra người ta truyền đạt lại thì nó đang bị là cái nửa vời, thì anh em kiến trúc sư người ta không quan tâm chẳng hạn. Thì những cái đấy là những cái mà mình đang gặp cái vấn đề ở công ty mình, là mình đã phải trả giá bằng những cái chuyện là ví dụ như mình tốn rất nhiều tiền cho chia sẻ là team building cho anh em đi nước ngoài chơi, đi Malaysia, đi này đi khác, nhưng mà về đến nơi thì một loạt là hơn một nửa nhân sự nghỉ việc. Thì tức là cái câu chuyện là mình đang làm những cái chuyện là nó lãng phí và nó bị sai lầm khi mà mình không đưa ra đúng những cái mục tiêu. Khi mà mình đi những cái cuộc đi như thế thì nó phải có mục đích là gì? Mục đích là để tìm hiểu cái kiến trúc hoặc là cái gì đấy của cái địa phương mình muốn đến, hoặc mình tạo ra một cái chương trình gì đấy nó có ý nghĩa. Còn nó không phải chỉ là đi chơi hoặc là đi ăn, đi uống các thứ, mà chỉ nói là đi ăn, đi uống thôi, mà nó không bao gồm cái ý nghĩa ở trong đấy. Thì đúng là mình đang bị là tác dụng ngược. Thì cái này là cực kỳ là cảm ơn anh Đề, vì anh đã nói đúng ra một cái mà tự nhiên mà em thấy là vấn đề của em nó đang ở đâu. Vâng, thì cái này rất là cảm ơn anh Đề, cũng như là anh Phúc vừa nãy nói ra những cái câu chuyện mà rõ ràng là em thấy là tất cả những cái câu chuyện của các anh đều đang có ở trong doanh nghiệp của em, mặc dù nó bé tí, nó có hơn 10 người thôi. Trước Covid thì là 22 người, nhưng bây giờ hiện tại là có hơn 10 người thôi, nhưng mà nó gặp tất cả những cái vấn đề của các anh chị mà nói, và bên em cũng thấy là rất là nhiều cái băn khoăn ở trong cái vấn đề văn hóa doanh nghiệp này. Vâng, cảm ơn các anh chị ạ. Dạ. Dạ, em cảm ơn chị Thục Trang và cảm ơn các anh chị đã giao lưu, chia sẻ và đặt rất là nhiều câu hỏi tuyệt vời. Và một lần nữa thì anh chị hãy dành một tràng hoa tay cho chị Lê Thị Thùy Trang và chúng ta ngày hôm nay ạ. Cảm ơn Thùy Trang đã chia sẻ một cái công thức về văn hóa doanh nghiệp để chia sẻ đến tất cả các anh chị em của cộng đồng của chúng ta. Và trong đội FOH thì có một câu nói mà rất là tâm đắc để chúng ta khi mà cùng làm đồng đội với nhau, thì muốn đi nhanh thì đi xa thì chúng ta phải đi cùng với nhau và cùng với bạn giỏi. Và cùng với nhau thì chúng ta sẽ làm nên những cái điều tuyệt vời. Và ở đâu đó thì FOH cũng đang rất cần những cái sự chung tay của các anh chị ở trong cộng đồng học FOH, cũng như là những buổi chia sẻ để chúng ta có thể mang tới và lan tỏa được nhiều cái giá trị hơn. Và cho Mỹ Như xin chúc tất cả các anh chị làm doanh nghiệp luôn luôn thật nhiều sức khỏe, doanh nghiệp luôn luôn thành công, phát triển và nhân bản, hạnh phúc và thịnh vượng. Và cảm ơn tất cả các anh chị, và cảm ơn tất cả các anh chị biệt đội FOH hôm nay đã cùng hỗ trợ, đồng hành và chia sẻ để mang đến nhiều giá trị cho tất cả các doanh nghiệp ngày hôm nay. Đến giờ phút này các anh chị đang ngồi là ở đây rất là đông ạ. Và cho Mỹ Như xin được hẹn gặp lại các anh chị vào tối thứ sáu tuần sau. Và bây giờ cho Mỹ Như xin mời tất cả các anh chị chúng ta có thể mở mic lên và chúng ta sẽ chào nhau và chúc các anh chị có một buổi tối vui vẻ, bình an và ngủ thật là ngon. Cảm ơn chị Mỹ Như. Rồi, chào. Cảm ơn tất cả các anh chị. Cảm ơn Lê Trang. Cảm ơn tất cả mọi người nha. Cảm ơn các anh chị rất nhiều nha. Cảm ơn cả nhà. Chúc cả nhà ngủ ngon. Chúc mừng Lê Trang nha. Dạ dạ. Chào các anh chị. Cảm ơn Dung. Cảm ơn bạn Đề nha. Cảm ơn Lê Trang. Cảm ơn em Như.
Dạ. Chào Phúc, chào anh Đề, chào anh Dũng. Cảm ơn anh Quang. Rồi, cảm ơn chị Mỹ Như nha, hôm nay rất là xinh và rất là nhiệt tình. Chị em mình lại là cặp đôi hoàn hảo rồi.